Chương 21, tỉnh ngộ Triệu Thừa Dư Cố Hàm Ninh trong lòng lẩm nhẩm, đau lòng vì cậu của kiếp trước, cảm động vì cậu của kiếp trước lẫn kiếp này. Nhưng nếu kiếp này cô không tỉnh ngộ, Triệu Thừa Dư có thể vẫn lựa chọn rút lui khỏi bên cạnh cô, từ nay về sau, nhìn không thấy, nghe không được, mặc cho bản thân từ từ trở thành một hình ảnh mờ nhạt trong ký ức của cô. Sau đó một mình cậu nhẫn nhịn chịu đau khổ, một mình cô đơn. Triệu Thừa Dư, thật xin lỗi, cũng cảm ơn cậu. Đấy lòng Cố Hàm Ninh vừa chua sót vừa ấm áp. Có lẽ, cảm động, cũng có thể là sự khởi đầu của tình yêu. Cố Hàm Ninh cảm xúc thay đổi, không nhịn được cầm lấy di động, mở ra số điện thoại của Triệu Thừa Dư, do dự cắn môi dưới, cuối cùng gửi một tin nhắn. Triệu Thừa Dư, đã mua được vé tàu chưa? Rất nhanh có tin nhắn gửi trở lại. Mình đang chờ xếp hàng ngay lập tức là đến lượt rồi. Được, mua xong thông báo mình một tiếng. Lần này bên kia rất lâu mới trả lời lại. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Cố hàm ninh buông điện thoại, nằm ngửa trên giường, mím môi, khóe miệng không che giấu nổi nụ cười. Tuổi trẻ, thật tốt. Vé triệu thừa dư mua chính là vé tàu về thành phố hát lúc một rưỡi chiều ngày 7 tháng 10, Cố Hàm Ninh dự định đến lúc đó gặp cậu ở ga tàu cố quốc an cùng diêu tuệ nhã đương nhiên vẫn muốn đưa cố hàm ninh đến ga tàu xe vừa dừng lại cố hàm ninh liền thấy triệu thừa dư chẳng qua chỉ là nửa tháng cố hàm ninh lại phát hiện trong đám đông mình chỉ liếc mắt một lần liền nhìn thấy cậu rồi mỗi lần nhìn lại càng thấy triệu thừa dư trở nên cuốn hút lạ thường triệu thừa dư cố hàm ninh vẫy tay gọi cậu trên khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ triệu thừa dư theo hướng âm thanh quay người lại đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của cố hàm ninh ngay lập tức cũng nở nụ cười cố hàm ninh cố quốc an và diệu tuệ nhã tiễn cố hàm ninh lên tận tàu tất kỹ hành lý cố quốc an kéo diệu tuệ nhã còn đang lải nhải không ngừng được rồi đi thôi tàu sắp chạy rồi ninh ninh cũng đã lớn cũng biết cả cô chú cháu sẽ đưa cố hàm ninh đến tận phòng ngủ mọi người cứ yên tâm triệu thừa dư đứng trên lối đi cười dịu dàng nói kiên định ninh ninh đi một mình cô cũng không yên tâm may có cháu ở đây ninh ninh nhà chúng ta có người chăm sóc cô cũng yên tâm hơn nhiều diêu tuệ nhã cười nói nhìn chàng trai trước mặt càng nhìn càng thuận mắt ba mẹ hai người về thôi tàu sắp chạy rồi đến nơi con sẽ gọi điện cho ba mẹ cố hàm ninh cười vỗ nhẹ cánh tay diêu tuệ nhã cuối cùng cũng khuyên được cha mẹ quay đầu liền thấy cái nhìn chứa ý cười của triệu hàm dương hai người ngồi xuống tàu bắt đầu khởi hành. Cố Hàm Ninh lấy ra từ túi đeo sau lưng một túi to đồ ăn vặt. Mẹ mình sợ mình ngồi tàu sẽ buồn chán, chuẩn bị một túi lớn đồ ăn vặt. Quả hạnh nhân, đậu phụ khô, hạt đậu nành rang, thạch, bánh ngọt, bánh quy, một đống đồ lớn làm cho Triệu Thừa Dư cười to. Cô chuẩn bị cho cậu những gì thế? Rất nhiều thứ a, à, đầy ắp hai túi lớn toàn đồ đạc. Lát nữa có cậu sách rồi. Cố Hàm Ninh nhăn nhăn mũi, cười tủm tỉm nói. Triệu Thừa Dư choáng váng nhìn biểu hiện hiếm có của Cố Hàm Ninh, trong mắt nồng đậm kinh hỉ khó che giấu. Được được, mình xách. Cố Hàm Ninh mím môi cười, nụ cười so với trước kia thanh thoát vui vẻ hơn nhiều, cùng với sự thân mật như có như không. Lúc xuống tàu, Cố Hàm Ninh cũng chỉ phải đeo một cái ba lô, hai túi đồ đầy thức ăn và quần áo thu đông mà Diệu Tuệ Nhã chuẩn bị, đều do Thiệu Thừa Dư phụ trách. Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng thoải mái mà Triệu Thừa Dư lại sách rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hai người họ đi riêng với nhau. Từ ga tàu đến trường học, hai người trò chuyện với nhau câu được câu không, sống vai thật gần đi bên nhau. Trên xe buýt, Cố Hàm Ninh nhìn má Triệu Thừa Dư, không nhịn được mím môi cười trộm. Cô gái trẻ tuổi đơn thuần, chàng trai tình hữu độc chung, chỉ yêu một người, trầm tĩnh dưới ánh mặt trời, khi còn trẻ cô thích chàng trai hài hước như ánh mặt trời, khi đã trưởng thành cô lại thích con người yên tĩnh này. Trở lại trường học, cuộc sống sinh viên lại bắt đầu. Mà Cố Hàm Ninh cảm thấy tất cả mọi thứ đã không còn giống trước. 6 giờ 45 sáng, Cố Hàm Ninh xuống lầu đúng giờ, đã thấy Triệu Thừa Dư đứng ở phòng ngủ dưới lầu, nhìn Cố Hàm Ninh có chút ngạc nhiên. Cố Hàm Ninh mỉm cười vẫy tay Triệu Thừa Dư. Chúng ta cùng chạy bộ đi. Cố Hàm Ninh hôm qua đã nói xong với bạn cùng phòng chính là dự định mỗi ngày chạy bộ quẹt thẻ tính toán một chút mỗi ngày chạy bộ hỏi có ai muốn chạy cùng không đương nhiên không ai hưởng ứng buổi sáng hôm nay một mình rời phòng xuống lầu cố hàm ninh chú ý hô hấp cố gắng duy trì tốc độ không đổi triệu thừa dư chạy bên cạnh cô hơi thở rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều hai người đều không nói chuyện tiếng hô hấp rõ ràng dường như theo nhịp bước chân không khí ấm áp và hài hòa như thể họ đã chạy một thời gian rất dài sân vận động có xa nữa cũng có lúc chạy đến quẹt thẻ xong tự nhiên là nên đi ăn sáng mình mời cậu đi ăn sáng triệu thừa dư nói xong cẩn thận nhìn sắc mặt cố hàm ninh trước đây cố hàm ninh và bạn cùng phòng của cô cũng cùng phòng cậu đi ăn uống nhưng là vài người cùng đi với nhau ừ cố hàm ninh mỉm cười gật đầu thấy rất bình thường coi triệu thừa dư mời cô ăn sáng là điều rất tự nhiên cố hàm ninh ăn sáng khá đơn giản chẳng quả là một bát cháo trắng, bánh màng thầu, thỉnh thoảng cháo trắng sẽ thay thế bằng loại cháo khác, màng thầu thay bằng bánh bao nhân thịt hoặc nhân rau, vân vân. Triệu Thừa Dư nhìn vào bữa sáng trước mặt Cố Hàm Ninh mà ảo não. Sớm biết thế, phải nói mời cô ăn cơm trưa hoặc ăn cơm tối rồi. Cậu muốn ăn gì nữa không? Triệu Thừa Dư hỏi một cách không chắc chắn. Thế này thôi, thật đủ rồi. Mình chỉ thích ăn cháo trắng với dưa chua, cậu không hiểu chúng nó là tổ hợp tuyệt phối sao cố hàm ninh nhìn triệu thừa dư cười nói hai người ngồi đối mặt lặng lẽ ăn sáng rồi cùng nhau về phòng ngủ cố hàm ninh dọc giường đi đều mím môi mỉm cười cho tới bây giờ cô không hề nhận ra hóa ra mình và triệu thừa dư thật ra rất hợp đây trước đây trên người cao thần có khí chất mà cô không có cô từ hâm mộ đến yêu thương tất nhiên đuổi theo bước chân cậu ta hôm nay cô không cần phải theo đuổi không cần phải vội vàng triệu thừa dư chắc chắn vẫn luôn ở bên cạnh cô miễn là cô sẵn sàng có thể nắm tay cậu trái tim cô liền cảm thấy yên bình ấm áp có đầy đủ yên bình hạnh phúc năm tháng bình yên chính là cảm giác này sao buổi chiều trước khi đến lớp cố hàm ninh gửi một tin nhắn tới cho triệu thừa dư triệu thừa dư buổi chiều cậu có phải học không buổi chiều mình không có tiếc ồ bây giờ cậu đi đến thư viện chiếm một chỗ giúp mình cần dựa vào cửa sổ ý có thể nhìn phong cảnh còn nữa giúp mình lấy quyển lịch sử nền văn minh trung quốc quyển tiếng hán cố hàm ninh mím môi cười đẩy lòng than thầm mình có chút được chiều sinh hư rồi vào lúc này cũng không biết triệu thừa dư có còn chiếm được chỗ ngồi tốt không nữa buổi chiều nay cố hàm ninh chỉ có hai tiết học tan học cô nói với bạn cùng phòng là muốn đi thư viện xem sách liền lấy túi rời đi bởi vì sợ trong thư viện không tiện gọi điện thoại vừa ra khỏi phòng học liền gửi tin nhắn. Ở đâu? Thư viện tầng 2, vào cửa đi sang trái, đến cuối cùng bên cửa sổ. Cố Hàm Ninh cười cất điện thoại, quét thẻ, theo hướng dẫn của tin nhắn dễ dàng tìm thấy Triệu Thừa Dư đang cúi đầu xuống rất nghiêm túc, Cố Hàm Ninh mỉm cười đi ngang qua, gõ lên bàn. Triệu Thừa Dư ngay lập tức ngẩng đầu lên, thấy Cố Hàm Ninh đứng lên mỉm cười lặng lẽ chỉ vào cuốn sách để trên bàn. Cố Hàm Ninh hào phóng nở một nụ cười rồi lấy ghế phía sau triệu thừa dư ngồi xuống triệu thừa dư cũng mỉm cười ngồi xuống lần nữa bàn lớn bằng gỗ rộng rãi dựa vào cửa sổ có thể cho bốn người ngồi hai chỗ trống phía đối diện để sách rõ ràng đã có người chiếm cố hàm ninh quay đầu lại triệu thừa dư đã cúi đầu ánh mắt một lần nữa đặt ở trên cuốn sách ngoài cửa sổ nắng chiếu vào trên người triệu thừa dư được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng cố hàm ninh đưa tay muốn chạm vào có lẽ là quen biết đã lâu, nên tính đụng một chút là đỏ mặt của Triệu Thừa Dư đã giảm bới đi nhiều, khiến trong lòng của Cố Hàm Ninh có chút tiếc nuối. Đã có chút tiếc nuối vậy thì nghĩ cách bù đắp. Cố Hàm Ninh dịch nhẹ cái ghế, nghiêng về phía Triệu Thừa Dư thì thầm. Một chỗ tốt như vậy làm thế nào cậu chiếm được? Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy một hơi thở ấm áp thổi vào tai mình, vừa quay lại, liền thấy đôi mắt long lanh ẩn chứa ý cười của Cố Hàm Ninh, lúc này mới nhận thấy hai người đang rất gần, Hơi thở như chạm vào da của nhau, khuôn mặt lại đỏ dị thường. Cố Hàm Ninh cười đến híp cả mắt, nhìn Triệu Thừa Dư mặt đỏ tới mang tai, trong lòng rất hài lòng, lúc này mới trở về ghế, ngồi nghiêm trang, lật lật trang sách. Trong lòng Triệu Thừa Dư bắt đầu bực dọc, đối mặt với Cố Hàm Ninh cậu lại quá không trấn định rồi. Mình vừa vào, vừa vặn người ngồi hai chỗ này đi. Phải mất một lúc lâu, Cố Hàm Ninh mới nghe thấy Triệu Thừa Dư nói nói khẽ. Từ số cậu thật may mắn thế nào mà lại chọn được chỗ ngồi tốt như vậy cố hàm ninh thở dài miễn cưỡng cảm thán sau này cậu không có thời gian đều có thể bảo mình đến chiếm chỗ dù sao mình cũng tiếc hơn cậu được làm phiền cậu rồi cố hàm ninh đáp ứng rất nhanh chóng cười hiếp mắt thoạt nhìn có chút đắc ý một cố hàm ninh giảo hoạt như vậy triệu thừa dư còn chưa từng thấy bao giờ cậu nhanh chóng quay đầu lại nhìn xuống như muốn chui đầu vào quyển sách để che giấu nhịp tim bắt đầu đập loạn phải mất một lát triệu thừa dư mới ổn định lại được nhịp tim này cố hàm ninh số thẻ ngân hàng của cậu là bao nhiêu mình gửi tiền cho cậu triệu thừa dư không quay lại ánh mắt nhìn thẳng vào trang sách nhưng lời này tự nhiên là nói với cố hàm ninh ồ là cho mình vay tiền a cố hàm ninh ông má chớp mắt nhìn sườn má của triệu thừa dư cuối tuần này nếu cậu rảnh không thì theo mình cùng đến phòng giao dịch chứng khoán. Được. Triệu thừa dương miếm môi. Cố hàm ninh dường như thấy trên môi cậu nở ra một nụ cười xinh đẹp. Ý cười trên mặt càng đậm hơn. Đầu mùa thu, ánh mặt trời màu đỏ từ từ chiếu vào các cửa sổ ánh lên khuôn mặt trẻ tuổi yên tĩnh và xinh đẹp. Chương 22, Liều thuốc mạnh. Cố hàm ninh nghĩ, so với khu rừng nhỏ, sân vận động gì gì đó trong trường học thật ra cô cảm thấy thư viện mới là thánh địa hẹn hò. Ví dụ như giờ phút này, cô nhìn thấy một cặp tình nhân ở góc xó xỉnh của kệ sách đang cực kỳ thân mật ôm hôn vuốt ve, má kề má, miệng kề miệng, dính chặt vào nhau, coi như đây là nơi không người. Cố hàm ninh mắt mở to, nhìn một tay màu lúa mạch đang vuốt ve cặp mông vẫn lên. Hóa ra, vào thời cô học, trường đại học đã không thuần khiết rồi. Đi, đi thôi âm thanh cực thấp vang lên trên đầu cố hàm ninh cô quay đầu nhìn triệu thừa dương ngồi đối diện từ góc độ của cô có thể thấy được lỗ tai ửng hồng được rồi kỳ thật không thuần khiết chỉ là một số ít người thôi cô không thể vơ toàn bộ vào được bạn học triệu à có muốn thử một lần không cố hàm ninh trong lòng có chút ngứa ngáy thật muốn sáng đến tai cậu hỏi được rồi cô chịu đựng phụ nữ phải rụt rè một chút mặc dù theo cố hàm ninh thấy triệu thừa dư còn rụt rè hơn mình cho nên cô có thể rụt rè hơn xấu hổ hơn triệu thừa dư sao tục nữ quả nhiên không thương nổi chờ đợi quả là khiến người ta khó chịu nhất cố hàm ninh nghĩ cô quả thật đã trải qua những năm thuần khiết rồi giờ vừa nghỉ muốn thuần khiết cũng khó ngày thứ năm trở lại trường sau quốc khánh buổi sáng chạy cùng nhau buổi chiều không phải là thư viện thì cũng là sân cầu lông buổi tối rảnh rỗi lại đắm mình trong thư viện sau khi tan học, Cố Hàm Ninh gần như đều ở cùng một chỗ với Triệu Thừa Dư rồi. Nhưng bạn học Triệu trừ những lúc thỉnh thoảng đối diện với cô má đỏ tai hồng ra, cũng không có cầm tay gì cả. Đau đầu. Cô đang đẩy nhanh tiến độ, thế nhưng đối phương không phối hợp nha. Đi thôi. Cố Hàm Ninh cúi đầu nói với Triệu Thừa Dư đi phía trước, thanh âm mang theo chút buồn bã. Triệu Thừa Dư nghi ngờ quay đầu lại, nhìn Cố Hàm Ninh một cái, thế nào lại không vui rồi? chẳng lẽ là bởi vì cùng mình nhìn thấy cảnh tượng như vậy cho nên cảm thấy ngượng ngùng ánh mắt triệu thừa dư chuyển đến đôi môi đỏ mọng hơi mím lại của cố hàm ninh một luồng khí nóng tập kích lên hai má của cậu cậu vội vàng quay đầu lại tim đập thịt thịt như muốn nhảy ra khỏi cổ họng hai người mỗi người một ý nghĩ quay về chỗ ngồi một câu cũng không nói về cảnh tượng vừa nhìn thấy nhưng triệu thừa dư rốt cuộc có chút ngồi không yên cố hàm ninh nhìn triệu thừa dư tinh thần hoảng hốt trong lòng âm thầm quyết định. Bạn học triệu, cậu đã không mở miệng, đừng trách tôi hạ liều mạnh. Buổi sáng thứ bảy, bốn người phòng ngủ 617 cùng nhau xuống lầu ăn sáng, vừa lúc nhìn thấy triệu thừa dư, cao thần, phạm ý mân ở dưới lầu, có bạch vũ hân ở, tất nhiên là vui vẻ chào hỏi. Cao thần, các cậu cũng đi ăn sáng sao? Bạch Vũ Hân cười chạy đến bên cạnh Cao Thần. Cố Hàm Ninh mím môi mỉm cười, ánh mắt từ mặt triệu thừa dư lướt đến trước mặt cao thần, vừa lúc cao thần nhìn về phía này, mỉm cười cùng cố hàm ninh chào hỏi. Mọi người đi ăn ở đâu? Hay là chúng ta đi ăn cùng nhau được không? Thời gian này căng tin trường học tự nhiên là không ăn nổi. Được cố hàm ninh trả lời với một nụ cười, quay đầu nhìn về phía hà thôi miêu cùng thịnh mạng mạng, mọi người muốn đi đâu ăn? Mình muốn ăn bánh bao và mì vàng thắng. Cửa hàng ăn vặt, thiên nam địa bắc ăn rất ngon. Thình mạng mạng nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác thấy bụng lại đói cồn cào, nhanh một chút, đừng lề mề nữa. Thình mạng mạng kéo tay Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu, nhanh chóng hướng cửa mà đi. Cố Hàm Ninh chỉ kịp cười, nhìn sang Cao Thần nói, đi thôi. Cao Thần nhìn Cố Hàm Ninh một lần lại một lần cười với mình, trong lòng hưng phấn là thường, vội vàng đuổi theo. Trước cửa trường học cũng có rất nhiều cửa hàng, Thiên Nam Địa Bắc là quán mới khai trương đợt quốc khánh vừa rồi, mùi vị cũng rất ngon, do đó cũng nhanh chóng nổi tiếng. Chờ đến lúc Cố Hàm Ninh và bọn họ bước vào, nhà hàng cũng đã chứa đầy người. Không có cách nào, hôm nay là thứ bảy nha, mọi người đều muốn ngủ nướng, bữa sáng tất nhiên cũng hoãn lại, mà nhà ăn của trường lại chỉ đáp ứng đến 8 giờ, lúc này đi tất nhiên chỉ còn có bánh bao và trứng luộc. Cũng may đợi một lúc liền có bàn có người ăn xong rời đi ở một cái bàn dài, nam nữ sinh ngồi đối diện nhau. Triệu Thừa Dư chậm một bước, mắt trợn tròn nhìn cao thần ngồi đối diện Cố Hàm Ninh, chỉ có thể không tình nguyện đi đến ngồi bên cạnh. Cố Hàm Ninh coi như không nhìn thấy Triệu Thừa Dư, ngẩng đầu cười cười với cao thần, đẩy đĩa bánh bao vừa ra lọ đến trước mặt cậu ta. Cậu ăn bánh bao đi. Được. Nụ cười của cao thần lại càng thêm chói mắt, ánh mắt phản phất chỉ nhìn thấy Cố Hàm Ninh, chăm chú mà nóng bỏng bạch vũ hơn bên cạnh ánh mắt ảm đạm nhưng vẫn nở nụ cười cao thần buổi tối cậu đặt ở đâu cố hàm ninh buổi tối là sinh nhật mình bây giờ mình trịnh trọng mời cậu ăn cơm vốn là cao thần sớm đã muốn mời cố hàm ninh chẳng qua cố hàm ninh đối với cậu có chút lãnh đạm cậu nhất thời không có cơ hội mời hôm nay vừa hay là cơ hội tốt sinh nhật cậu à được cố hàm ninh cười gật đầu sinh nhật vui vẻ nhưng mà cậu mời mỗi mình sao không thấy phòng mình còn có mỹ nữ ở đây à? Cố hàm ninh ngẩng đầu cười liếc cao thần một cái, khẽ nhăn nhíu mũi. Đương nhiên là mời cả phòng. Bốn vị mỹ nữ, thế nào? Được. Thình mạng mạng ngẩng đầu, nuốt xuống miệng đầy bánh bao, nhanh chóng đáp. Thôi hà miêu không có ý kiến. Còn Bạch Vũ Hân, thật ra hôm qua cao thần đã sớm mời cô. Giờ phút này, Bạch Vũ Hân cúi thấp đầu, bực dọc mình tại sao lại nhắc đến chủ đề này cô vốn muốn thể hiện một chút cô và cao thần gần gũi, sinh nhật này, chỉ mời mình, những người khác chắc đến hôm nay là sinh nhật của cao thần cũng không biết. Bây giờ, chữa lợn lành thành lợn que rồi. Cố hàm ninh trước khi cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía triệu thừa dư, trong lòng than thầm, bạn học triệu à, giờ phút này cậu nghĩ gì? Vẻ mặt cao thần vui sướng cùng bạch vũ hân ảm đạm đều bị cố hàm ninh nhìn ở trong mắt. Lợi dụng cao thần, cô một chút ấy nấy cũng không có xế chiều cố hàm ninh ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy Bạch Vũ Hân đang mở hồng quần áo thử đồ. Cố hàm ninh mím môi cười một tiếng, từ từ leo xuống khỏi giường. Lúc ra cửa, vẻ mặt Bạch Vũ Hân nhìn không tốt lắm, thỉnh thoảng hướng về cố hàm ninh, đôi môi thẳng tắp hoàn toàn không thấy chút bóng dáng của vẻ dịu dàng ngọt ngào thường ngày. Ninh ninh, cậu mặc váy thật là đẹp. Thịnh mạng mạng khuôn mặt ngạc nhiên, ngày mai cậu cùng mình đi mua quần áo đi mắt thẩm mỹ của cậu so với mình tốt hơn nhiều. Mình cũng muốn. Quần áo của mình đều mặc không nổi nữa rồi, thôi hà miu vẫn miệng lên oán trách. Được rồi, cố hàm ninh bình tĩnh cười cười. Xuống lầu, mấy chàng trai đã đợi từ trước rồi, trừ phòng hai trăm linh năm còn có phạm ý mân. Cố hàm ninh nở nụ cười, đi theo bạch vũ hơn đi phía trước cô có thể nhìn thấy ánh mắt sáng lên của triệu thừa dư cùng cao thần hôm nay cố hàm ninh cố tình chọn một mua một cái váy ngắn tay màu vàng vật liệu dẻo dai đường theo tinh tế lúc đi lại gấu váy bay nhẹ nhàng vừa thanh lịch vừa duyên dáng mang ý nhị của một thiếu nữ nhỏ bé cố hàm ninh mặc dù không nhìn thẳng vào triệu thừa dư nhưng mọi lúc vẫn chú ý tới vẻ mặt của cậu thấy cậu nhìn chòng chọc vào mình mắt cũng không nháy trong lòng cười hài lòng cảm ơn các vị mỹ nữ thưởng quan giấu sao mời mọi người đi nào giấu sao thưởng quan thưởng ban thưởng quan ánh sáng vinh dự rạng rỡ cao thân ở đây đang gián tiếp khen vẻ đẹp của cố hàm ninh cao thần nhìn cố hàm ninh cười nói cố hàm ninh trong lòng cũng cười nhạt nếu như là cao thần khi đã chín chắn tất nhiên sẽ ôm qua eo mình mà thâm tình nói một tiếng ninh ninh em thật đẹp nếu như là cố hàm ninh đơn thuần năm đó đối mặt với ánh mắt nóng bỏng như thế của cao thần chỉ sợ đã mềm hết cả lòng rồi chủ bữa tiệc vui vẻ khách khứa thoải mái cho nên bữa tiệc sinh nhật diễn ra cũng rất tự nhiên vui vẻ chỉ trừ triệu thừa dư vẻ mặt ảm đạm nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của cố hàm ninh và bạch vũ hơn trong lòng khổ sở triệu thừa dư nhìn cô cả đêm cười nhẹ nhàng trong lòng đau khổ không dứt cố gắng suy nghĩ mình rốt cuộc là làm sai ở đâu chọc cho cố hàm ninh tức giận cả ngày cũng không thèm nhìn đến không nói chuyện với cậu thậm chí đến mắt cũng không thèm nhìn cậu thứ sáu hình như vẫn còn tốt mà. Triệu thừa dư bực dọc, không thể đoán được lòng dạ con gái. Bạch Vũ hơn chán nản nhưng lại không dám giận dỗi. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên cô cũng biết cao thần có cảm tình với cố hàm ninh nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, so với cố hàm ninh cô cũng không kém cái gì, lâu ngày thấy lòng người. Quả nhiên, sau một tháng quen biết, so với cố hàm ninh, cô và cao thần lại càng thân nhau hơn. Nhưng ai biết được, cố hàm ninh đột nhiên đổi tính, nhìn ánh mắt chăm chú của cao thần, bạch vũ hân túng chặt gấu váy, hung hăng cắn môi dưới. Cố hàm ninh hóa ra ban đầu cậu vờ tha để bắt thật sao? Nửa chừng bữa tối, phục vụ mang đến một cái bánh ga tô dưới ánh mắt ngạc nhiên của cao thần, cố hàm ninh kéo gấu váy, tự nhiên đứng lên, nhận lấy bánh ga tô, đặt ở trên bàn ăn. Cao thần, sinh nhật vui vẻ. Đây là bánh sinh nhật do cả phòng mình mua coi như làm quà tặng sinh nhật cậu. Cố Hàm Ninh đối mặt với cao thần chớp mắt cười tinh nghịch. Trong mắt cao thần mang ý cười, đứng lên giúp cô cùng nhau lấy bánh ra. Cảm ơn. Không nghĩ đến còn có quà a. Bạch Vũ Hân thu lại nụ cười trên mặt, nhìn chầm chầm cố Hàm Ninh. Cô thế mà không biết cố Hàm Ninh chuẩn bị bánh ga tô từ khi nào. Bạch Vũ Hân quay lại nhìn thấy thôi Hàm Miêu cùng Thịnh mạng mạn cười tự nhiên, hiển nhiên cũng đều biết chuyện, thì ra chỉ mình cô bị bịt mắt. Tất nhiên cô cũng có quà. Vì để là người đầu tiên, tối hôm qua cô đã sớm tặng Cao Thần một đôi bảo hộ tay, để khi nào cậu chơi bóng rổ cũng có thể nhớ tới mình. Nhưng hôm nay nhìn nụ cười của Cao Thần so với tối qua nhận được quà của mình, hiển nhiên là vui vẻ hơn rất nhiều. Có lẽ, Cố Hàm Ninh cũng lén chuẩn bị một món quà. Bạch Vũ Hân cúi đầu xuống, trong mắt không che giấu nỗi thù hận. Cố Hàm Ninh, rõ ràng cậu biết tôi thích Cao Thần tất cả nỗ lực của tôi, so với cậu, lẽ nào đều vô giá trị. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt Bạch Vũ Hân đã trở lại bình thường, chỉ cần lờ đi vài tia âm hiểm thỉnh thoảng lóe lên trong mắt, ý cười trên khuôn mặt nhất định vô cùng ngọt ngào. Cố Hàm Ninh cười như không cười nhìn Bạch Vũ Hân một cái. Cô bây giờ cũng đã biết, tính kiên nhẫn cùng thù dai của Bạch Vũ Hân không ai có thể so sánh được. Chương 23, Chủ nhật Bữa cơm tối gần 9 giờ mới tan. Cao thần rót bia, cố hàm ninh tất nhiên không dám uống, mấy người con trai, Bạch Vũ Hân và Thịnh Mạng Mạng uống mấy cốc. Có lẽ là không khí buổi tối quá tốt, trong lòng quá vui sướng, cao thần uống ngà ngà say, đặt tay lên vai Triệu Thừa Dư, cười hì hì, sáng đến nói bên tai Triệu Thừa Dư, Thừa Dư, cậu xem, cố hàm ninh hôm nay có đẹp không? Đẹp. Triệu Thừa Dư mím môi, không nói gì, nhìn chầm chầm vào đường công mỹ lệ của cố hàm ninh, trong lòng âm thầm trả lời nhưng cố hàm ninh tối nay xinh đẹp lại làm cho cậu chua chát. Ra khỏi nhà hàng, những cơn gió mùa thu mát mẻ, quét đi vài phần bốc đồng, cao thần khẽ đứng thẳng người, khóe miệng nhếch lên chứa ý cười, khoác lên vai triệu thừa dư, chậm rãi đi ở cuối cùng. Vào cổng trường, tâm trạng phức tạp, đắm chìm trong bước đi, bạch vũ hơn bước chân lão đảo, thiếu chút ngã nhào, thôi hà miêu nhanh chóng kéo thịnh mạng mạng đi đến, đỡ lấy cánh tay của bạch vũ hơn. Ai, không thể uống ít rượu đi được sao? mình không sao. Bạch Vũ Hân nói giọng suy sụp, nghe vào thôi Hà Miêu lại cảm thấy cô ấy uống quá nhiều, mệt rã rời. đi nào, mình đỡ cậu lên cầu thang, nhanh đi ngủ. hi hi, uống rượu, đi ngủ, Thình Mạng Mạng ở một bên cười hi hi nói, hai má hơi hồng, ánh mắt lại rất tỉnh táo. Cố Hàm Ninh ở phía sau nhìn buồn cười. Thình Mạng Mạng không chỉ có thể ăn còn có thể uống, tử lượng là số một trên thực tế cô ấy có chút tham uống. Trước kia phòng ngủ của họ ăn uống, cô ấy luôn luôn thích uống chút rượu, qua thời gian, tử lượng của cố hàm ninh ít nhiều tăng lên, mặc dù tử lượng của cô căn bản là do sau này công việc bất đắc dĩ mà luyện nên. Nhưng thịnh mạng mạng rất có chừng mực, sẽ không tùy tiện uống rượu bên ngoài. Mà tử lượng của Thôi Hà Miêu cũng chỉ như Cố Hàm Ninh lúc này, nếu như Cố Hàm Ninh uống một chén cũng say thì Thôi Hà Miêu tối đa chỉ uống được nửa chén mà tử lượng của Bạch Vũ Hân tuy kém thịnh mạng mạng nhưng cũng rất tốt, tiệc rượu tối nay cũng không làm cô ta say được. Nhưng giờ phút này trong lòng Bạch Vũ Hân chán nản, nhắm mắt lại, dựa vào thôi hà miêu, trong mắt tràn đầy chua xót. Tối nay, cứ coi như cô uống say đi. Thôi hà miêu thấy Bạch Vũ Hân nhắm mắt, liền vội vàng gọi thịnh mạng mạng giúp một tay đỡ người lên tầng. Phạm Ý Mân vừa uống vừa làm loạn, tử lượng cũng không cao, kêu gào đau đầu đã lên lầu rồi, Trần Minh và Mạnh Khởi Đức cũng đã trở về phòng ngủ. Cố Hàm Ninh dừng bước quay đầu lại cười với Triệu Thừa Dư và Cao Thần ở phía sau. Ánh trăng sáng mang theo một tầng ánh sáng nhu hòa, trên khuôn mặt Cố Hàm Ninh phản phất một tia ôn nhu uyển chuyển thanh tân làm người ta không dám hô hấp. Triệu Thừa Dư kinh ngạc khi thấy ánh mắt của Cố Hàm Ninh rơi trên người Cao Thần, trong lòng không ngăn được khó chịu. Cao Thần, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn bữa tối của cậu. Cố Hàm Ninh, Cao thần buông cánh tay đang để trên vai triệu thừa dư xuống, hướng về phía cố hàm ninh mà vẫy tay tối nay mình rất vui vẻ. Cố hàm ninh nhu thuận cười nhẹ làm cho cao thần càng thêm dũng cảm, men say tại tiếp thêm cho cậu lá gan. Từ ngày đầu nhập học, cậu liền để mắt tới cô gái xinh đẹp mà trầm tĩnh này, bởi sự lãnh đạm của cố hàm ninh, trong lòng cậu cũng cảm thấy mất mát. Tối nay, nụ cười của cố hàm ninh, làm tim cậu đập rộn lên, hóa ra đây là cảm giác trái tim rung động thình thịch. Cố Hàm Ninh, mình thích cậu. Trên mặt cao thần phản phất ý cười, trong mắt chân thành sáng chói, âm thanh trầm thấp văng vẳng bên tai Cố Hàm Ninh, như là thâm tình làm say lòng người. Cố Hàm Ninh hơi rũ mắt, hai bàn tay để ở phía sau, nụ cười bên khóe môi lại càng sâu hơn, cúi đầu không nói, lại như là đang thẹn thùng xấu hổ. Đứng ở phía sau cao thần, triệu thừa dư hơn một nửa thân thể thấp thoáng dưới bóng cây, rũ mắt, không thấy rõ biểu cảm, chỉ có chính cậu biết, bây giờ thân thể cậu cứng ngắc, đáy lòng chua xót khổ sở hòa trộn dần dần rõ ràng đau đớn. Cố Hàm Ninh, Cao Thần không nhìn được tiếng gần thêm một bước. Cố Hàm Ninh lùi một bước nhỏ lại phía sau, ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc Cao Thần một cái khẽ nhướng khóe mắt, nhu hòa cười nhạt, phản phất mang theo một tia mềm mại đáng yêu, thấy vậy Cao Thần tim đập rộn lên. Cậu, để mình cân nhắc đã, Cố Hàm Ninh vừa nói vừa buông mắt xuống, giọng nói dịu dàng, như là đang nói chuyện với người yêu, mình lên trước đây. Cố Hàm Ninh quay đầu đi, dương mắt, trên khuôn mặt là nụ cười trong trẻo, càng bắt mắt hơn vừa rồi, hướng về phía sau vẫy vẫy tay, liền bước chân nhanh chóng quay về phòng ngủ. Ngủ ngon. Ngày mai gặp. Phía sau, Cao Thần giọng điệu đầy ý cười và thân mật, lại phản phất một tia kiên định. Một đêm này, Cố Hàm Ninh ngủ rất ngon, nhưng có người nhất định một đêm mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù là chủ nhật, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn đúng sáu rưỡi tỉnh dậy, lười biến duỗi cái thắt lưng mới bò xuống giường, lại thấy Bạch Vũ Hân vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra. Cố Hàm Ninh ánh mắt nheo lại, tử tế nhìn khuôn mặt tiêu tụy của Bạch Vũ Hân, cười hiếp mắt chào hỏi. Chào buổi sáng. Bạch Vũ Hân sửng sốt, cười cười, nhìn thế nào cũng có chút miễn cưỡng. Chào buổi sáng. Cố Hàm Ninh nghĩ, nếu để Bạch Vũ Hân biết tối qua cao thần tỏ tình với mình không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chủ nhật này cố hàm ninh cực kỳ nhàn nhã, rót trà, ăn sạch hộp bánh quy, đến thư viện mượn năm quyển sách đủ để cho cô giết thời gian. Vốn là cô cùng Triệu Thừa Dư hẹn nhau, chủ nhật đi vào nội thành nhưng hôm nay cũng có thể là phải hủy rồi. Đến buổi trưa, Bạch Vũ Hân đã sớm không thấy đâu, thịnh mạng mạng kêu đói bụng, cứng trắng lôi cố hàm ninh cùng thôi hà miêu xuống lầu ăn cơm, vừa mua nước trái cây mắt thấy sắc trời dần dần u ám, cố hàm ninh tự hỏi có nên mua nồi cơm điện hoặc bếp từ hay không. Trong nội quy ký túc xá có quy định không được sử dụng đồ điện có công suất lớn, nhưng vẫn nấu đồ luộc, sao, từ khi vào học kỳ 2, mỗi phòng ngủ một bàn, quy định là quy định, ăn xong rửa bát sạch sẽ khóa tủ. Có nồi cơm điện, ngày chủ nhật lười biếng có thể tự mình nấu nướng ha ha. Cố hàm ninh vừa ý kiến, thịnh mạng mạng mắt liền mở to. Ninh ninh, cậu quá thông minh, chúng ta bây giờ phải đi mua. Nếu xuống lầu, phải ăn trước cơm chiều, sau đó mới đi mua, quỹ phòng còn có một chút, mình gọi điện cho Bạch Vũ hơn đã, nếu như cậu ấy đồng ý thì trích quỹ phòng ra, thôi Hà Miêu nói. Cố Hàm Ninh đứng dậy lắc cổ cùng eo, ba người thay quần áo, đi xuống lầu ăn cơm. Cố Hàm Ninh nghĩ, kỳ thật cô có chút xấu bụng, không biết chủ nhật này, triệu thừa dư thế nào. Khẳng định không thể thư thái như cô được. Triệu thừa dư thở ra từng ngụm lớn, thuận tiện lau mồ hôi. Từ từ thôi, hôm nay dừng ở đây đi, mình đói sắp chết rồi. Phạm ý mân cầm lấy áo lên, tùy ý xoa xoa mồ hôi trên mặt. Thừa dư, hôm nay cậu thật dùng sức, mình đuổi không kịp cậu. Phạm ý mận cười đập một cái thật mạnh lên lưng triệu thừa dư. Triệu thừa dư nhếch khóe miệng coi như là đáp, đảo trong mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Cao thần đi tới, ánh mắt ở trên mặt triệu thừa dư tử tế đánh giá sau đó mới cười nói đi thôi đi ăn cơm đi mạnh khởi đức đi phía sau cao thần vẫy vẫy tay mình đi rửa tay phạm ý mân vội vàng giơ tay mình cũng đi bọn họ thỉnh thoảng cùng nhau chơi đùa hai người bạn học khác cũng đi tới trước mặt chào hỏi rồi đi trước vốn là một góc chơi bóng rổ náo nhiệt hôm nay lại chỉ có hai người cao thần và triệu thừa dư không khí nhất thời trở nên yên tĩnh Thừa Dư, Cao Thần đi đến bên cạnh Triệu Thừa Dư cúi đầu nói, mình thích Cố Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía Cao Thần. Giờ phút này Cao Thần thu lại nụ cười nhìn chân thành và chấp nhất, vừa có vẻ chỉ là đơn giản tự thuật, vừa có vẻ là mục đích tuyên cáo. Triệu Thừa Dư mím chặt môi nhìn Cao Thần không nói lời nào. Mình nhìn ra được, cậu có tình cảm với Cố Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư không nói chuyện, lại buông thõng tầm mắt. Thừa Dư, cấp 3 chúng ta ngồi cùng bàn với nhau 2 năm rưỡi, đại học vừa là bạn cùng phòng lại là bạn cùng lớp, cho tới bây giờ mình luôn coi cậu là bạn tốt nhất. Cao thần ngừng một chút, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng, thừa dư, sẽ tranh với mình sao? Triệu thừa dư im lặng nhìn cao thần, mím chặt môi, vài phần khó xử. Trước đây cậu đã biết, cao thần rất được con gái yêu thích. Cậu hay cười, hài hước, trong lớp thể dục luôn là người dẫn đầu, thậm chí đến khiêu vũ cũng nhảy rất giỏi. Lúc học cấp 3, là hoàng tử bổng rổ nổi tiếng trong trường, lớp 12 thậm chí còn có nữ sinh lớp học của bọn họ tỏ tình. Khi đó, cậu không thấy thú vị mà đến xỉa đến. Nhưng cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ đến hóa ra cao thần sẽ thích Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh, chỉ cái tên này, liền làm cho trái tim cậu thắt lại. Ngày đăng ký đó, thấy ánh mắt cao thần nhìn Cố Hàm Ninh phát sáng mà chăm chú, cậu liền biết, cậu và Cao Thần sớm có ngày tranh đoạt. Nhưng kỳ thật, tranh giành hay không tranh giành cũng không do cậu và Cao Thần. Nếu, trong lòng Cố Hàm Ninh không có chút dấu ấn nào của với Triệu Thừa Dư cậu, vậy thì cậu chấp nhận trở thành một cái bóng, không quấy nhiễu, không tổn thương, không làm Cố Hàm Ninh phiền não. Nhưng mà, lúc trước, rõ ràng Cố Hàm Ninh nhìn cậu sẽ cười, khi tiến đến bên cậu nói chuyện thì giọng nói ngọt ngào, mềm mại khiến cậu cơ hồ không nói được từng thấy một cố hàm ninh như vậy cậu sao có thể cam tâm không nói không tranh cậu không cam lòng ít nhất cũng để cho cậu có cơ hội bình đẳng mở miệng bày tỏ cậu cam lòng đem quyền lựa chọn giao trên tay cố hàm ninh đợi chờ tuyên án thiên đường hay là địa ngục mình thích cố hàm ninh triệu thừa dư thanh âm trầm thấp lại kiên định nhìn ánh mắt cao thần không chút nào thoái nhượng tốt vậy chúng ta để cố hàm ninh tự mình chọn nhưng bất kể ai thua cũng không được làm hỏng tình anh em chúng ta cao thần cười nói vẻ mặt buông lỏng một chút cố hàm ninh cùng thịnh mạng mạng thôi hà miêu ở siêu thị đi dạo một vòng cuối cùng chọn lấy một cái nồi cơm điện quay về trường học mới đi vào cửa phía đông liền nhìn thấy hai người triệu thừa dư cùng cao thần đang đi tới cố hàm ninh cao thần chạy tới chào hỏi thịnh mạng mạng thôi hà miêu chào buổi tối tối hôm qua Cao thần chỉ gửi một tin nhắn, ngủ ngon rồi cũng không quấy nhiễu cô nữa. Cố hàm ninh cười gật đầu, coi như là chào hỏi, khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt ngưng trọng của triệu thừa dư, nhìn không được khẽ gận lên khóe môi. Hết chương 23. Chương 24, kỳ hạn. Ai, mọi người từ từ nói chuyện, miu miu, cậu đi theo mình đi mua ô đen, giấu sao, đi, không hiểu sao mình lại thấy đói rồi này thịnh mạng mạng không nói hai lời liền đi qua kéo thôi hàm miêu đi dấu sao ô đen một món ăn cổ truyền của nhật bản thường ăn vào mùa đông phạm ý mân và mạnh khởi đức sau khi chào hỏi với cố hàm ninh liền quay về phòng ngủ chỉ loáng một cái trên con đường chỉ còn lại có ba người cố hàm ninh nhìn khuôn mặt đang cười của cao thần và triệu thừa dư đang nhìn bản thân mình không tỏ vẻ gì tự đánh giá cao thần cười bước gần đến đang muốn lên tiếng Triệu Thừa Dư ở một bên nhìn Cố Hàm Ninh nói trước, Cố Hàm Ninh. Ừ. Cố Hàm Ninh khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt trong trẻo thẳng tắp nhìn Triệu Thừa Dư, nhưng thực thế thì căng thẳng đến mức ngừng cả hô hấp. Triệu Thừa Dư nhìn ánh mắt chăm chú của Cố Hàm Ninh, chợt trong lòng truyền tới một dòng khí nóng, vọt lên lòng cản đảm cậu khó khăn lắm mới xây dựng được, suýt chút nữa sụp đổ. Triệu Thừa Dư mấp máy môi, miễn cưỡng kiềm chế tim đập kịch liệt. Cố Hàm Ninh, mình, thích cậu. Cố hàm ninh thở ra một hơi, buông lỏng bàn tay nắm chặt, rủ mắt xuống che giấu vẻ mặt, nhưng nhịp tim tăng nhanh, chính cô cũng cảm thấy rất rõ ràng. Triệu thừa dư thanh âm trầm thấp, lại có cường độ dễ làm cho người ta cảm thấy rung động, trong nháy mắt đốt cháy lòng dạ cố hàm ninh tăng lên, đáy lòng ấm áp, mặt mày hồng hào, cũng có vài phần mừng rỡ. Nhưng cố hàm ninh cắn môi dưới, khóe môi miếm thành một đường, nhưng lại lộ ra vài phần nụ cười, nói là vui mừng, thà rằng nói là lễ phép. Triệu thừa dư nhìn không rõ, điều này thể hiện ý gì, cả trái tim thấp thỏm, đập không ổn định. Cố hàm ninh, cậu không cần khó xử. Mình chỉ muốn có một cơ hội công bằng, nếu như, nếu như cậu khó xử, có thể nói thẳng. Triệu thừa dư cúi thấp đầu, hạ giọng bổ sung, trong lòng không khỏi một trận lo lắng. Ừ, mình thực sự có chút khó xử, cố hàm ninh ngẩng đầu, lông mày trao lại, dường như trong lòng khó chịu, nhìn cao thần một chút, lại quay sang nhìn triệu thừa dư, làm cho cả hai người bắt đầu khẩn trương. Cho dù cao thần có tự tin bao nhiêu trong lòng cũng sinh sợ hãi. Ách, mình thật khó có thể quyết định. Cố hàm ninh lấy ngón trỏ sơ cầm, có vẻ như đang suy tư. Triệu thừa dư không khỏi ngừng lại hô hấp, sợ mình quấy nhiễu đến cố hàm ninh. Cao thần cũng cùng một dạng, đến lúc này cậu ta có chút hối hận buổi trưa mình lại nói ra với tính cách của triệu thừa dư nếu mình không nói ra cậu sẽ đợi xem cố hàm ninh đối với mình như thế nào rồi mới tính toán tiếp hôm nay ngược lại làm khơi dậy dũng cảm của cậu ta nếu không cậu ta cũng sẽ không thay đổi cố hàm ninh trầm ngâm một hồi mới do dự nói hay để mình cân nhắc một thời gian nữa à hay là định kỳ hạn cuối kỳ trước khi trở về nhà mình chắc chắn sẽ cho các cậu một đáp án hiện tại chúng ta vẫn làm bạn như trước có được không cố hàm ninh mở to mắt hai bàn tay tạo thành hình chữ thập vẻ mặt khó xử cầu xin có được hay không triệu thừa dư vội vàng gật đầu mặc dù trái tim chỉ thả lỏng ra hơn nữa nhưng rốt cuộc không phán án tử hình dù gì cũng chỉ là kế hoãn binh được mình vốn không muốn làm cậu khó xử tóm lại mặc kệ cậu quyết định như thế nào mình cũng có thể chấp nhận nếu đến lúc đó cậu thua cuộc cậu cũng có thể thật sự chấp nhận chẳng qua là nỗi đau trong lòng mãi mãi không khép lại được nhưng chỉ cần cố hàm ninh vui vẻ cậu sẽ không cần làm cô khó xử mình cũng vậy không có ý kiến cao thần cười miễn cưỡng quay về phía triệu thừa dư chìa tay thừa dư chúng ta cạnh tranh công bằng nào cao thần so với triệu thừa dư thì có vẻ thông dong nho nhã hơn tuổi còn trẻ nhưng lại rất có phong độ của một bậc văn sĩ cố hàm ninh lại rủ mắt xuống trong mắt là nồng đậm chế nhạo đáng tiếc cao thần từ đầu đến cuối cậu chẳng qua chỉ là người qua đường thôi thình mạng mạng trong mồm nhét đầy một sâu ô đen, lúc kéo thôi Hà Miêu trở về liền cảm thấy không khí giữa ba người có chút quỷ dị, nhưng cô nháy nháy mắt, liền ném ra sau đầu, nói không rõ, Ninh Ninh, lên lầu đi. Thôi Hà Miêu thì lại quay đầu nhìn ba người Cố Hàm Ninh, như có chút suy nghĩ. Cố Hàm Ninh cười cười với hai người, nhẹ nói một câu, tạm biệt. Sau đó đầu cũng không quay lại xoay người đi trở về. Chuyện này kết thúc tốt đẹp, Cố Hàm Ninh rất là hài lòng quả nhiên triệu thừa dư chính là quá thiếu hụt kích thích cố hàm ninh tâm tình trở nên vui sướng liền cảm thấy khẩu vị tốt đưa tay đoạt lấy chuỗi ô đen của thịnh mạng mạng bỏ vào miệng thịnh mạng mạng còn chưa nuốt xuống trừng mắt nhìn cố hàm ninh đang cười hì hì oa oa kêu to triệu thừa dư nhìn cố hàm ninh đùa giỡn với bạn cùng phòng trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng cuối cùng còn có cơ hội có phải không mà cao thần trong lòng phần lớn lại là thất vọng nội tâm trống trải lại như mất mát quen biết gần 3 năm cho tới bây giờ cậu được nữ sinh để ý hơn nhiều so với triệu thừa dư ví như cái nhìn yêu mến của bạch vũ hơn cậu đã thấy nhiều rồi tự nhiên cũng thấy bình thường chỉ có cố hàm ninh lại có thể làm cho trái tim của cậu loạn nhịp. cho dù thỉnh thoảng cậu cũng thấy ánh mắt của triệu thừa dư nhìn cố hàm ninh cũng chăm chú tương tự như thế cho nên biết rõ triệu thừa dư giống mình yêu thích cô nhưng bắt đầu học đến nay cậu vẫn tự cho là cậu mới là nam sinh tiếp xúc nhiều nhất với cố hàm ninh dù sao cậu đã sớm từ trong miệng bạch vũ hơn biết được khoa của họ nam sinh rất ít phẩm chất nha cũng chỉ tạm được cậu cho là triệu thừa dư cùng cố hàm ninh cũng không có qua lại cùng nhau vài lần gặp mặt ăn cơm cũng là do mình cho dù cậu ta muốn tranh thủ một cơ hội cũng chẳng qua là cho cậu ta cầu xin cho hết hy vọng mà thôi nha không nghĩ đến lại làm cho cố hàm ninh trở nên do dự trong lòng cao thần có chút lo được lo mất, rất là bực dọc với kích động của mình, hôm nay ngược lại nhiều chuyện. Nhưng mà, cũng chính là kéo dài việc lựa chọn mà thôi, nên cũng không cái gì đáng ngại. Nữ sinh nha, có người tỏ tình, cho dù không phải là người mình thích, đáy lòng vẫn sẽ cao hứng, thuận tiện làm cao, cũng rất bình thường. Về cao thần cung triệu thừa dư hai người tỏ tình, ba người đều không có ý định tiết lộ cho người khác. Nam sinh vốn sơ ý, trừ hai người ra, những người khác trong phòng 205 cũng không nhận ra giữa Cao Thần và Triệu Thừa Dư có chút ngượng ngùng mà cứng nhắc, mà phòng 617 ba người còn lại tất nhiên càng khó nhìn ra manh mối gì từ sắc mặt của Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh lúc này rất hài lòng khoảng thời gian trước đây mình cùng Triệu Thừa Dư lén lút gặp gỡ. Ba người còn lại trong phòng 617 cũng không thích vận động, mới kỳ đầu năm nhất không có kỳ thi, không có bài tập, càng không thích đi thư viện, Cố Hàm Ninh rủ thấy không nhúc nhích, tự nhiên cũng không nhiều lời. sân cầu lông cùng thư viện, sinh viên năm nhất mấy ngày đầu còn có hứng thú, quen thuộc rồi sau này tự nhiên rất ít khi đến nữa. cố hàm ninh và triệu thừa dư hẹn riêng, cũng không đụng mặt bạn học. khi ấy cô cũng không phải cố ý giấu giếm, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải nhắc tới, bây giờ lại cảm thấy tiện lợi. nếu không, cao thần cũng sẽ không tỏ tình sơ sài như vậy. sinh viên năm nhất có không ít người đã yêu đương lâu rồi thậm chí yêu vài lần rồi thứ hai vừa dắt tay một người chủ nhật lại thay người khác cấp ba thầy cô phụ huynh cố ý áp chế dẫn đến nhiều người lên đại học không gò bó giải phóng quá độ rồi rất nhiều người vì yêu đương mà quá lụy tình để cho người khác không khỏi cảm thán loại thoạt nhìn có phẩm chất ưu tú như cao thần tất nhiên càng có nhiều người quan tâm mà tự cao thần cũng nhận ra chỉ cần cậu ta muốn tìm một người nữ sinh sẽ không ngừng đáp ứng cậu ta cho dù cố hàm ninh lãnh đạm với cậu ta hơn so với các nữ sinh khác cậu ta cũng không cảm giác được cố hàm ninh không có lý do cự tuyệt cậu ta đúng vậy a à, cố hàm ninh lấy lý do gì để cự tuyệt cậu ta cho nên kiếp trước sau khi cao thần tỏ tình xong cố hàm ninh chỉ do dự một lát liền đồng ý ngoại hình đẹp trai tính cách sáng sủa chỉ hai điểm này liền rất khó để cho một cô gái ngây thơ ngoan hiền đi cự tuyệt cao thần Cao thần thật giống như một bộ ảnh màu sắc rực rỡ được chụp rất đẹp đẽ, chỉ nhìn mấy hình ảnh ban đầu liền phản phất rất có lực hấp dẫn, chỉ có nhìn qua nữa mới phát hiện, hóa ra đần độn không vị, thậm chí để người khác vô cùng ngán. Khi nhìn lại từ đầu, mới có thể thấy được một bộ ảnh đen trắng, từ ngập ngừng rồi nhìn lại thấy thoáng hấp dẫn, mê mẩn rồi muốn ngừng cũng không thể, cả đêm không ngủ cũng muốn xem cho hết bộ ảnh. Nhưng mới bắt đầu, vẻ đẹp luôn thu hút người hơn triệu thừa dư rất xuất sắc nhưng lại thu liễm vào bên trong, quen thu liễm ánh sáng trước người xa lạ, thoạt nhìn dễ dàng bị ánh sáng hào quang tỏa ra ngoài của cao thần che mất. Huống chi tình yêu ở trong trường so với bước vào xã hội lúc nào cũng ảo diệu hơn một chút. Mr. trai trong lòng nữ sinh cân nhắc đầu tiên chính là ngoại hình, những thứ như vương tử bóng rổ hay vương tử khiêu vũ, cao thần là ví dụ điển hình. May sao bây giờ cố hàm ninh có tuệ nhãn, trong biển người mênh mông mới có thể tìm thấy triệu thừa dư đầu tiên cố hàm ninh bình tĩnh trở lại cầm điện thoại chần chừ một chút cuối cùng lại tắt di động để triệu thừa dư chờ đợi mấy ngày đi cậu cũng nên hiểu có lúc buông tay cũng không nhất định chính là thành toàn kiếp này triệu thừa dư có thành người rộng rãi đến đâu cũng phải xem cố hàm ninh có đáp ứng hay không thứ hai trời mưa to cố hàm ninh nằm trên giường khẽ nhắm mắt lại bên tai nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài khóe môi nhếch lên tâm tình vui sướng ngủ ngon hôm nay trời cũng như ý cô trời mưa rất tốt cô không cần cân nhắc đi quẹt thẻ cùng triệu thừa dư nên dùng cái vẻ mặt gì trời mưa to mấy giờ liền sau đó mới dần dần mưa nhỏ mà trời mưa nhỏ năm ngày mãi mới đến buổi trưa ngày thứ sáu mưa nhỏ mới dừng cố hàm ninh không liên hệ với triệu thừa dư cũng không nhờ cậu tới thư viện giữ chỗ, bởi vì trời mưa, không cần lý do, một tuần ba lần tập cầu lông cũng bị hủy bỏ. Thời gian này, Triệu Thừa Dư cũng gửi vài tin nhắn không đau không buồn đến, đều bị cố hàm ninh cố ý không đến xỉa. Mặc dù mỗi lần nhận được tin nhắn cô cũng sẽ mím môi cười không ra tiếng nhưng lại không hồi âm. Nhưng cao thần mỗi ngày gửi tin nhắn cố hàm ninh còn trả lời lại vài tin. Hết chương 24. Chương 25, tim đập, buổi chiều thứ sáu sắc trời từ âm u chuyển sáng sủa bầu trời trong trẻo chậm rãi trở nên trong trẻo tiết học thể dục kết thúc trở về phòng ngủ vừa mới thay quần áo xong điện thoại trong phòng ngủ liền vang lên thịnh mạng mạng đứng gần nhất nhận điện thoại a à. a à. được a à, được a à. được bọn mình lập tức đến thịnh mạng mạng lưu loát để điện thoại xuống ánh mắt sáng chói nụ cười tươi cơ hồ muốn trách đến sau tai các bạn học. Phòng 205 mời chúng ta cùng đi Mỹ thực tiết, giấu sao, tối nay. Mau mau nhanh. Thay quần áo đẹp. Go go go. Thịnh mạng mạng tuyên bố xong, lập tức đi giày, thế mà vẫn còn có Mỹ thực tiết. Mình thế nhưng cũng không biết đó. Nha. Thật là quá hợp ý mình. Mỹ thực tiết, ngày hội các món ăn ngon. Cố hàm ninh nhìn thịnh mạng mạng hưng phấn đến độ nhảy dựng lên, nhìn không được cười lắc lắc đầu. Cô cũng thật quên mất, bắt đầu năm nay, hàng năm thành phố hát đều tổ chức hai buổi tối Mỹ thực tiết vào thời gian này. Nàng cũng đi theo thịnh mạng mạng đi qua hai lần, hương vị thực ra bình thường, chẳng qua là tham gia náo nhiệt. Bạch Vũ Hân chọn quần áo, do dự tới do dự lui, thịnh mạng mạng ở một bên gấp đến độ dậm chân. Cái này không phải rất đẹp sao? Cái này là đẹp rồi à? Mạng mạn, yên tâm đi, một buổi tối này đủ cậu ăn, đừng lo lắng đi muộn đã bị ăn hết rồi. Cố hàm ninh cười an ủi. Chờ đến bạch vũ hân thay quần áo xong, thịnh mạng mạng đã bắt đầu cào tóc. Mau mau nhanh. Đến cửa đông trường học, bốn nam sinh phòng hai trăm năm đã sớm chờ. Bởi vì nói là hoạt động quan hệ hữu nghị phòng ngủ, cao thần và phạm ý mân cũng không có kêu, vừa nhìn thấy cố hàm ninh xuống lầu, liền cười trong qua cố hàm ninh lại nhìn bóng dáng thon dài của triệu thừa dư cách đó không xa rủ mắt xuống khóe môi lại nhếch lên năm ngày này kỳ thật bọn họ cũng không coi là hoàn toàn chưa từng gặp mặt ngẫu nhiên trên đường cũng đụng phải mấy lần chỉ là bên cạnh đều là một nhóm người căn bản không có cơ hội nói chuyện mà ngay cả một cái ánh mắt cố hàm ninh cũng không có vứt cho triệu thừa dư tự tự nhiên nhiên chào hỏi cố hàm ninh ánh mắt xẹt qua làn môi mân thẳng ánh mắt có chút buồn bã của triệu thừa dư nụ cười trên mặt không thay đổi. Mỹ thực tiết đầu tiên ở thành phố Hát, lại là thứ sáu, người đi đến giúp vui tự nhiên nhiêu. Cố Hàm Ninh cảm giác mình không phải đi lên xe công cộng, căn bản là bị đoàn người chật chội vô tình đẩy đi đẩy lại, chờ đến khi cô theo dòng người đi vào trong buồng xe, rốt cục đứng vững mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nhìn xem thịnh mạng mạng các cô ấy ở đâu, ngẩng đầu lại lọc vào một đôi mắt đen thâm thúy hơi u buồn. Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt tầm mắt rồi lại vượt qua triệu thừa dư, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy được đầu người quay quần, căn bản là không tìm được thịnh mạng mạng cùng thôi hà miêu. Thôi, dù sao cũng biết xuống bến nào, đợi lát nữa hợp có thể chạm mặt. Cố hàm ninh tầm mắt từ gò má triệu thừa dư thu hồi, trong mắt nhìn chầm chầm vạt áo triệu thừa dư. Năm ngày mưa thu liên tiếp, quét đi cái nóng bức ngày hè, nhiệt độ lập tức giảm xuống 5-6 độ, trước khi ra cửa cố hàm ninh đổi một cái áo sơ mi dài tay sọc vuông đỏ sậm mà triệu thừa dư thì mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh da trời hai tay áo xắn lên mấy lớp lộ ra một khoảng cánh tay màu lúa mạch cộng thêm cái quần bò và giày vải cùng màu hai người lại được đứng gần lại thật giống là tình nhân ra ngoài chơi cố hàm ninh cúi đầu vì phong cách ăn mặc ăn ý của hai người mà cười trộm ai nha quyền lựa chọn quyền quyết định toàn bộ nằm ở trong tay mình cảm giác thật là quá tuyệt vời chao ôi u tài xế phanh gấp trong xe nhất thời người ngã ngựa đổ tiếng oán thang dậy đất cố hàm ninh thì trực tiếp nhào vào trong ngực triệu thừa dư may mắn cô tay mắt lanh lẹ vội vàng đưa tay ông lấy eo triệu thừa dư lúc này mới tránh khỏi ngã sắp xuống có lẽ là bởi vì triệu thừa dư bình thường yêu vận động nhìn gầy gò kỳ thật rất có bắp thịt cố hàm ninh không buông tay lập tức ngược lại ngẩng đầu lên đường nét gò má duyên dáng không có thịt dư thừa hơi hơi mân mê lộ ra mấy phần căng thẳng bên tai đã chậm rãi phím hồng lại vẫn ngẩng đầu không có cúi đầu nhìn mình dường như luôn lơ đãng quay đầu liền có thể thấy triệu thừa dư kiếp trước kiếp này cậu lại chỉ biết là yên lặng thủ hộ nhưng chí ít lần này rốt cục cậu nói ra khỏi miệng không còn thỏa hiệp mà bất đắc dĩ rút lui hiểu được cho mình một cái cơ hội mà đây sao không phải là cho cô một cơ hội chứ? Cố Hàm Ninh đáy lòng âm thầm thở dài, đột nhiên liền thấy thương người con trai không am hiểu lời ngon tiếng ngọt này. Đáy lòng nháy mắt nhu hòa thành nước, không còn tâm trí đùa nghịch như trước. Một chút trong đau đớn, dần dần kèm theo ngọt ngào sâu sắc. Cố Hàm Ninh ôm eo Triệu Thừa Dư, nhất thời không nỡ buông tay. Cơ thể cứng trắng rõ ràng khác hẳn với mình, ban đầu còn có chút cứng đờ, chờ Cố Hàm Ninh ôm một phút còn không buông tay, cơ thể cứng nhắc của Triệu Thừa Dư từ từ thả lỏng. Cố Hàm Ninh gục đầu xuống, nhẹ để ở trước ngực Triệu Thừa Dư, ngửi hương thơm tươi mát, khóe môi như tâm tình vậy dần dần bay lên. Tiếng thịt thịt thịt, dần dần tăng lên, quanh quẩn ở bên tai, Cố Hàm Ninh hơi đỏ mặt, phân không rõ rốt cuộc là tim ai đập. Triệu Thừa Dư Cố Hàm Ninh gần như gián sát lẩm bẩm một tiếng. Ừ. Triệu Thừa Dư đang được Cố Hàm Ninh ôm sát mà tâm vượng ý mã, dấu sao, tim đập phản phất sắp hít thở không thông, lại mơ hồ nghe được cố hàm ninh dường như đang nói chuyện. Tâm vượng ý mã, trái tim đập không kiềm chế được giống như khỉ nhảy, như người chạy. Tay cố hàm ninh ông chặt hơn, hai người gần như kề sát vào nhau. Cố hàm ninh cúi đầu, mím môi cười đến trong veo, đột nhiên liền ngẩng đầu, ở dưới cầm triệu thừa dư nhẹ nhàng mổ một cái, sau đó thật nhanh cúi đầu. Triệu thừa dư sửng sốt, không dám tin tưởng mở to mắt cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu màu đen. Ông Hương Nguyễn Ngọc trong lòng đã sớm khiến tim cậu đập loạn nhịp, mà đây càng là cái thơm nhẹ ngoài mong muốn, quả thực là đoạt hô hấp cậu. Cậu, là đang nằm mơ đi. Cố hàm ninh rút tại trong ngực triệu thừa dư, không ngẩng đầu lên, lại cười khẽ, cười đến khoan khoái mà vui vẻ. Triệu thừa dư dần dần phục hồi tinh thần lại, khóe miệng lộ ra một độ cung thật to, không nhìn được cầm để đỉnh đầu cố hàm ninh, nhẹ nhàng vuốt ve. Cố Hàm Ninh, Triệu Thừa Dư nhẹ giọng gọi, kèm theo tình cảm khó mà ức chế. Triệu Thừa Dư, Cố Hàm Ninh giọng điệu hàm chứa ý cười, mang theo sự nhẹ nhõm khi buông bỏ. Cố Hàm Ninh Hiện tại, là như mình nghĩ sao? Triệu Thừa Dư mang theo một tia không xác định. Cậu nghĩ, là thế nào? Cố Hàm Ninh cười hỏi, nhẹ nhàng mở miệng, một tay không nhìn được nhéo nhéo thịt ở eo Triệu Thừa Dư. Chật, thế nhưng cũng có bắp thịt nha khó nhéo không biết gặm lên có sức mẻ không đây cố hàm ninh ý xấu nghĩ ai được rồi tục nữ quả nhiên hãm hại không nổi cô như vậy xem như đói khác sao cố hàm ninh sám hối tôi chỉ tùy tiện y y một chút hoàn toàn không mang theo ác ý nhưng mà có muốn tìm một cơ hội cắn cắn xem hay không đường xe còn lại hai người nhẹ nhàng ôm nhau giống như những cặp tình nhân bình thường khác trong buồng xe ngọt ngào mà đơn thuần. Toa hành khách quá mức chật chội, ai còn quản tay cô, là để ở bên chân mình, vẫn là ngang hông người khác. Khi xe sắp đến bến, cố hàm ninh không thể không buông tay ra, mình đứng thẳng, mím môi nhìn Triệu Thừa Dư cười yếu ớt. Bắt đầu từ khi nào, hóa ra, cô và Triệu Thừa Dư coi như không nói lời nào, nhìn nhau cười một cái cũng giống như là loại giao lưu thân mật. Cố hàm ninh đứng cách cửa xuống xe rất gần, cửa xe vừa mở ra, liền dẫn đầu nhảy xuống, triệu thừa dư tự nhiên theo sau lưng cô. Thịnh mạng mạng, thôi hà miêu cũng ra sức chen lớn xuống dưới, vừa nhìn thấy cố hàm ninh liền lôi kéo tay cô oán hận, quá nhiều người. Cố hàm ninh nhướng mắt, cười như không cười, cậu cho rằng người đến Mỹ thực tiết, có thể ít hơn so với người trên xe buýt. Khuôn mặt thịnh mạng mạng vặn vẹo, than thở, lập tức lại đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vào trong dành A. Cố hàm ninh trận trắng mắt, đưa tay túng chặt thịnh mạng mạng muốn lập tức nhảy xuống trạm xe buýt, mạng mạng chờ người đến đủ, được không? Thịnh mạng mạng kịp phản ứng, chê cười bắt tay vào làm thế, ok. Đương nhiên ok chứ. Này người vừa xuống xe rất nhiều, gần như bỏ trống hơn phân nửa toa hành khách, mấy người còn lại vừa rồi có thể là đứng ở đầu xe, bây giờ cuối cùng mới xuống xe. Người vừa đến đủ, thịnh mạng mạng liền kêu gọi đi mau. Quy mô Mỹ thực tiết thành phố hát thật lớn, địa điểm tổ chức đó là trên quảng trường bao quanh sân vận động Phú Cường của thành phố hát, vốn dĩ trên quảng trường vô cùng trống trải, giờ phút này tràn đầy, không phải các sạp hàng tạm thời dựng lên, thì là khách thăm ăn. Quá nhiều người, sau khi vào phải chú ý điện thoại di động cùng ví tiền, nhỡ đến lúc đi ra, liền gọi điện thoại, không liên lạc được, liền tập hợp ở đây. Thôi hà miêu cao mày, nhìn biển người phản phất là vô bờ bến trong quảng trường đồ ăn ngon, nếu không định ở 9 giờ 30 phút đi. Nếu như đến lúc đó đi ra, trễ nhất 9 giờ 30 phút, nhất định phải đều đến nơi này tập hợp. Mọi người tự nhiên không ý kiến, nhiều người như vậy, quả thật rất dễ dàng lạc nhau. Cố Hàm Ninh sờ sờ điện thoại di động của mình, cùng với một tờ 100 tệ duy nhất và hai đồng một xu. Trước khi tới, nhân dịp Bạch Vũ Hân chọn quần áo khó quyết định, cô đã cắn vài miếng bánh quy, lót bụng mỹ thực tiết hội tụ món ăn ngon các nơi các quốc gia thật có thể nói là bao gồm toàn diện thoạt đầu mắt nhìn qua thức ăn đẹp để đủ loại làm cho người ta rất thèm ăn nhưng mùi vị đó thực rất bình thường chí ít với khẩu vị cố hàm ninh cũng rất ít còn có thể vào miệng hôm nay cô là thật tới giúp vui thôi hà mưu cầm điện thoại so đúng thời gian với mọi người sau khi xác nhận không có lầm thịnh mạng mạng lập tức thúc giục đi vào quảng trường mỹ thực tiết vé vào cửa mỹ thực tiết mỗi người một đồng cao thần dành trước mua tám tấm vé vào cửa nhất nhất phân tới đây lúc đến phiên cố hàm ninh cao thần hạ giọng cười nói chờ một lát thích ăn cái gì mình mời vừa nói hướng về phía cố hàm ninh nháy mắt mấy cái lại đem vé đưa cho người tiếp theo cố hàm ninh ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy triệu thừa dư nhìn sang liền hướng tới cậu câu lỗ mũi Ấn đường triệu Thừa Dư hơi nhíu dần dần giãn ra, nhịn cố Hàm Ninh, khóe môi cong lên. Cầm vé, thịnh mạng mạng đâu còn dằn nén được, hoang hô một tiếng, lôi kéo thôi Hàm Miêu bên cạnh liền vào bên trong, mấy người còn lại tự nhiên cũng cười đuổi kịp. Cố Hàm Ninh cố ý thả chậm bước chân, thừa dịp trước mặt không ai chú ý, đưa ra ngón trỏ, chọc chọc eo triệu Thừa Dư phía trước. Chờ đến triệu Thừa Dư quay đầu, đang thấy Cố Hàm Ninh cười dài đôi mắt vừa chuyển, thấp giọng nói, chờ một lát hai chúng ta chuồn êm. Trái tim triệu thừa dư lập tức nhảy lỡ một nhịp, quay đầu trở lại, thấy mấy người còn lại cũng không chú ý tới hai người bọn họ, vội vàng quay đầu, cười gật đầu với cố hàm ninh đã đi tới bên cạnh cậu. Được. Chương 26, Tấm lòng. Vừa đi vào sân bãi Mỹ thực tiết, mọi người chen vai nối gót, các loại thức ăn hương thơm đa dạng. Sạp hàng ở hai bên được dựng tạm thời, cách nhau khoảng 10 mét, xếp hàng vòng quanh bên ngoài sân vận động, nhất thời thật đúng là nhìn không thấy bờ rồi. Ánh mắt mọi người đều lộ ra hứng thú, nhìn chầm chầm thức ăn ngon được bày bên cạnh có ham muốn nhúc nhích. Cố hàm ninh cùng triệu thừa dư không hẹn mà cùng bước chậm lại, chờ đến lúc cách xa mấy người còn lại, cùng nhìn nhau cười, chậm rãi hướng bên cạnh tránh né, sau đó cố hàm ninh một tay lôi kéo triệu thừa dư, đông chen tay rẽ, chạy thật nhanh tới trước cửa hàng đối diện, quay đầu nhìn lại, dòng người bắt đầu khởi động đâu còn có thể nhìn thấy mấy người còn lại cố hàm ninh suy nghĩ một chút dứt khoát lôi kéo triệu thừa dư lại đi về mấy con đường phía trước lúc này mới chậm lại bước chân chậm rãi tiến tới một cửa hàng triệu thừa dư cúi đầu nhìn hai người tay trong tay nhất thời có chút cảm giác đầu choáng mắt hoa vốn là cũng có chút nản lòng thoái chí đột nhiên nói cho cậu biết trúng giải thưởng rồi hơn nữa lập tức thực hiện còn tặng thêm cổ vũ điều này cũng quá kích thích đi cố hàm ninh khóe môi chứa ý cười cố ý giả vờ chuyên chú xem thức ăn đối diện phía trước một tay nắm lỏng tay triệu thừa dư vừa rồi lôi kéo triệu thừa dư đi ngay từ đầu là cô cầm ở trên cổ tay cậu sau đó đổi ý thuận thế liền trượt đến lòng bàn tay chậm rãi nắm lòng bàn tay nắm chặt nhau dường như khoảng cách trái tim cũng không có khoảng cách khe hở này giống như ăn rất ngon đấy cố hàm ninh chỉ vào món viên mực bên trong cửa hàng ông chủ cho một bát. Vừa nói là chuẩn bị lấy tiền, thuận thế buông tay Triệu Thừa Dư ra. Triệu Thừa Dư sửng sốt, trong lòng cảm thấy mất mát, kịp phản ứng, lập tức lấy tiền ra. Cố Hàm Ninh cười hì hì tiếp bát nhựa nhỏ ông chủ đưa tới, cầm lấy que xiên dài bằng trúc, dẫn đầu đi xuống một cửa hàng. Ừ, ăn ngon thật. Cố Hàm Ninh cắn một viên mực, cảm thấy là trong miệng tràn đầy tươi mới ngon miệng. Quả nhiên, bất kể là thức ăn hay là du lịch, Quan trọng nhất vẫn là người ở bên cạnh. Cố Hàm Ninh một mình ăn, dùng que trúc xiên một viên, cười đưa tới môi Triệu Thừa Dư. Cậu cũng ăn một viên, ngon thật đấy. Triệu Thừa Dư bất đắc dĩ cười mở miệng, tùy ý Cố Hàm Ninh liên tục đút cho cậu hai viên mực to, nhất thời nói không ra lời. Cố Hàm Ninh ném đồ trong tay vào trong thùng rác bên cạnh, lôi kéo Triệu Thừa Dư miệng còn đang phình, lại nhìn xung quanh đi đến một cửa hàng phía trước. Này cái này xem ra ăn ngon đấy. Cố Hàm Ninh quay đầu, cười hì hì nhìn Triệu Thừa Dư, híp lại hai tròng mắt lộ ra thần sắc bẩn cợt. Triệu Thừa Dư hơi trắng bệt, vội vàng nuốt xuống thức ăn trong miệng. Cái này. Nếu như cậu thích, mình mua cho cậu một bát. Triệu Thừa Dư dời tầm mắt, nhìn vào trong một cái giỏ nguyên liệu, hình như còn có mấy con đang ngoạ ngoại, là ảo giác của cậu sao? Cố Hàm Ninh chớp chớp mắt, hướng ông chủ kêu lớn, ông chủ cho một chén. Triệu thừa dư vội vàng trả tiền, đợi cố hàm ninh nhận lấy chén nhỏ, liền khẽ kéo cánh tay cố hàm ninh, đi phía trước. Đi, chúng ta đi sạp hàng tiếp theo nhìn xem. Cố hàm ninh dừng lại bước chân. Mình trước thử xem, ăn được không? Vừa nói, liền dùng thì nhựa nhỏ được tặng kèm, múc một chút để ở trong miệng, nhai từ từ nuốt chậm rãi, thuận tiện lộ ra một biểu tình hưởng thụ. Triệu thừa dư ăn thật ngon đấy. Cậu có muốn thử một chút hay không? Vừa nói, cố hàm ninh thật tốt bụng lại múc một chút, đưa đến môi triệu thừa dư. Triệu thừa dư vội vàng lui từng bước, cẩn thận cách thìa và cái bát nhỏ xa một vài bước, xua tay. Không cần. Cậu ăn đi. Cố hàm ninh trong mắt xoay một vòng, cười hắc hắc nhìn chăm chăm triệu thừa dư, đến gần từng bước, khẽ kiển chân, tiến đến bên tai triệu thừa dư nhẹ nói. Triệu thừa dư, nếu như cậu chịu ăn một con mình liền hôn cậu một cái cố hàm ninh lui từng bước trở lại vị trí ban đầu cười híp mắt nhìn gò má triệu thừa dư đỏ lên trong nháy mắt như thế nào triệu thừa dư cố gắng ổn định nhịp tim đập tầm mắt chuyển qua chiếc bát nhỏ trên tay cố hàm ninh nhắm lại mắt giống như là thấy chết không sờn vậy hơi hơi mở miệng mình ăn cố hàm ninh híp mắt mím môi cúi đầu cười hắc hắc múc một muỗng nhọng chiên thật nhanh nhét vào trong miệng Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư vẻ mặt đau khổ, thật nhanh nuốt xuống, cơ hồ cũng không nhai. Cố Hàm Ninh nhìn đến vui thích, cười đến vô cùng thoải mái. Hương vị được không? Là là, Triệu Thừa Dư rốt cục nuốt xong, thành thật trả lời, mình đã ăn. Cố Hàm Ninh cười tích mắt, nhìn chầm chầm mặt hơi ửng đỏ của Triệu Thừa Dư như là đã trấn định rất nhiều. Ừ, cậu ăn. Cậu ăn ba con nhộng đấy mình đã nói, cậu ăn một con, mình liền hôn một cái, nhưng cậu ăn tới ba con, đã không phù hợp với ước định của chúng ta, tự nhiên xóa bỏ. Cố hàm ninh biểu môi, buông buông tay, có vẻ vô cùng vô tội, trong mắt cũng nồng đậm ý cười. Triệu thừa dư nhìn xuống hương vị quái dị trong miệng, bất đắc dĩ nhìn cố hàm ninh một cái, trong mắt không che giấu được sủng nịch, tim đập trốt cục bình thường trở lại. Cố hàm ninh trong lòng vui vẻ, dọc theo đường đi đều mang theo ý cười triệu thừa dư nhìn cố hàm ninh trên mặt có ý cười rõ ràng vừa rồi đáy lòng hơi hơi tiếc núi cũng lập tức bị ném ở sau đầu bước nhanh đuổi kịp lại ăn một bát thạch một chuỗi thịt dê cùng hơn phân nửa bánh bao kẹp thịt cố hàm ninh đã ăn no bụng bảy phần thức ăn còn dư liền một chút đút vào bụng triệu thừa dư tìm một chút đồ ăn ngọt đi cố hàm ninh lau miệng nhìn triệu thừa dư đem bánh bao kẹp thịt còn lại ăn hết sạch sẽ sau đó lại đứng lên nhìn bốn phía đi nơi đó giống như có bán kem. Cố Hàm Ninh lôi kéo Triệu Thừa Dư chen vào một cửa hàng kem Italy, mua được một chiếc kem ốc quế vị xoài và cà phê, hiếp mắt liếm một ngụm. Ân ăn thật ngon. Cậu muốn nếm thử hay không? Cố Hàm Ninh kiển chân, đem kem đưa đến môi Triệu Thừa Dư. Được rồi, kỳ thật cô là hưởng thụ việc đút thức ăn cho Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư cười lắc lắc đầu, cậu thật không thích đồ ngọt. Cậu ăn đi cố hàm ninh thật cũng không ép buộc khẽ gật đầu một mình líp láp dòng người càng lúc càng đông hai người đi dạo cũng một lúc lâu cố hàm ninh dứt khoát kéo triệu thừa dư đi hướng bên cạnh để tránh đám người ngày càng thêm đông đúc hai người vừa mới đứng lại triệu thừa dư liền lấy điện thoại di động ra trả lời tin nhắn. bọn họ hỏi mình hiện tại ở nơi nào kỳ thật người nhắn tin tới chính là cao thần chỉ là cậu có chút do dự không muốn nói ra cái tên này đột ngột ảnh hưởng đến không khí lúc này thế à cậu nói như thế nào cố hàm ninh căn bản không có để ý tầm mắt đang nhìn cây kem ngay trước mắt mình nói quá nhiều người chính mình đi dạo một chút đợi lát nữa gặp ở bên ngoài cố hàm ninh ngay từ lúc tục lại phía sau cuối liền nhắn tin cho thôi hà miêu nói là cô nhìn thấy thức ăn mình thích cô đi mua trước để cho các cô ấy không cần phải để ý đến cô đi trước chờ cô mua xong lại cùng các cô ấy liên hệ đương nhiên đây là một loại kéo dài cô đến bây giờ còn không có vượt qua bọn họ cố hàm ninh hơi thở hàm chứa vị ngọt hơi lạnh thật ngon của kem trong lòng vừa nghĩ triệu thừa dư cố hàm ninh mím môi cười yếu ớt ngẩng đầu gọi triệu thừa dư đang cúi đầu trả lời tin nhắn nghe được cố hàm ninh gọi cậu tự nhiên ngẩng đầu nhìn cố hàm ninh chờ cơ hội liền động một tay bắt tay áo sơ mi triệu thừa dư kiển chân thật nhanh hướng đến khóe môi triệu thừa dư nhẹ mổ một cái, sau đó buông tay ra, gục đầu xuống, cứ thế lại liếm lấy kem trên tay, thần thái tự nhiên, chỉ có khóe môi bị kem hơi hơi che đi lộ ra một tia vui vẻ vì thực hiện được. Triệu thừa dư sững sờ nhìn cố hàm ninh, nhất thời có chút phản ứng không kịp, tim đập như nổi trống, thịt 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 làm cậu có chút hoa mắt. Vừa rồi. Là ảo giác đi. Độ ấm mềm mại của môi cô dường như còn lưu lại ở khóe môi cậu, ngứa một chút, ấm áp, như rót vào đến đáy lòng của cậu. Cố hàm ninh nhịn không được ngẩng đầu, trên gương mặt trắng nõn nhuộm màu nhàn nhạt phấn hồng, chỉ ngay ngốc nhìn triệu thừa dư, hít mắt nở nụ cười. Vừa rồi cô mổ một cái, khóe môi triệu thừa dư để lại một chút kem màu vàng nhạt. Cố hàm ninh cúi đầu mím môi cười một tiếng, thật nhanh ngẩng đầu, lần nữa kiển chân, rũ mắt, đưa ra đầu lưỡi nhỏ nhắn hồng nhuận, ở khóe môi triệu thừa dư khẽ liếm tim triệu thừa dư đập giống như sắp nhảy ra cổ họng. Cố hàm ninh thu chân, ngược lại đứng vững. Chật, vì trái xoài, thật không tệ. Cố hàm ninh nói nhỏ, nhưng đáy lòng triệu thừa dư vang lên một tiếng thật lớn, đáy lòng nảy lên luồng nhiệt thẳng hướng đến trán, mang đến từng trận rung động. Triệu thừa dư cũng nhịn không được nữa, đưa tay keo cố hàm ninh qua, cúi đầu tìm được môi của cô, nhẹ nhàng chụp lên, trăng trọc vuốt ve, động tác vụng về lại giống như nâng châu báu. Cố Hàm Ninh thân thể một trận run rẩy, như có một luồng tê dại từ lòng bàn chân dâng lên, làm cho cô cơ hồ đứng không vững. Một trận thanh âm dễ nghe của tiếng chuông vang lên, đột nhiên cắt đứt ngọt ngào rung động giữa hai người. Triệu Thừa Dư thở hổn hển, chậm chạp buông đôi tay đang nắm hai bàn tay của Cố Hàm Ninh ra, cúi đầu, nỗ lực điều tiết hô hấp và tìm đập không bình thường. Cố Hàm Ninh tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, rũ mắt, không dám nhìn mặt Triệu Thừa Dư, khóe môi lại hàm chứa tình yêu thẹn thùng đáng yêu. Tiếng chuông vẫn còn tiếp tục, cố hàm ninh có chút buồn bực lấy điện thoại di động ra, đẩy lòng thầm trách cứ điện thoại này tới không hợp lúc. Alo, Miu Miu. Ừ, mình hả, mình đang ở gần chỗ bán thịt dê. Thịt dê ở chỗ nào hả? Mình cũng không rõ ràng a. À. Nga, vậy mình vẫn còn ở phía sau các cậu đấy. Các cậu ăn trước đi, mình gặp bạn học cấp 3 đang cùng nhau đi dạo đấy. Ừ, được, mình đợi lát nữa tới tìm cậu. Cố hàm ninh cúp điện thoại, lại nhìn Triệu Thừa Dư đang nhìn mình, rung động vừa rồi dường như còn giữ lại một tia ở trên mặt, trong mắt lại trong trẻo rất nhiều, sâu kín nhìn mình. Cậu, Triệu Thừa Dư do dự mở miệng, không biết nên nói như thế nào. Cố hàm ninh hơi hơi nhíu mày, nhìn biểu tình của Triệu Thừa Dư, hơi suy nghĩ một chút, đại khái đoán được ý của cậu tại sao cậu không nói cho bọn họ biết, chúng ta ở cùng một chỗ. Triệu Thừa Dư vẫn là đã mở miệng, nhìn Cố Hàm Ninh, trong lòng mang theo một tia mất mát bương bỉnh, là... Là bởi vì cao thần không? Đương nhiên không phải. Cố Hàm Ninh đáp, khóe môi ẩn chứa ý cười, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc, Triệu Thừa Dư, mình thích cậu. Những lời này, thật ra, tối hôm đó, mình đã muốn trả lời cậu. Vậy cậu? Cao thần cậu ấy, Triệu Thừa Dư bị lời nói của Cố Hàm Ninh làm cho chấn động gần như nói năng lộn xộn. Chương 27, Thiên vị Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, trong đôi mắt ánh sáng lóng lánh, tươi đẹp như tâm tình của cô giờ phút này. Tuy rằng cô thích đùa Triệu Thừa Dư, nhưng những chuyện này quả thật cũng cần nói cho rõ ràng, nếu không khó tránh trong lòng cậu có vướng mắt, mà nếu như cái vướng mắt đó là cao thần, cô sẽ cảm thấy càng thêm không đáng. Triệu Thừa Dư, trước giờ đều là chuyện của hai chúng ta mình căn bản không hề thích cao thần ngay cả một tia ấn tượng tốt cũng không có càng chưa từng do dự vì cậu ta cậu ta thậm chí ngay cả vai phụ đều không có nhiều nhất chỉ là một con tốt mà thôi trong kiếp này trong lòng cố hàm ninh bổ sung nét mặt cực kỳ nghiêm túc chỉ là mình thấy cậu dường như thỏa mãn với giữ nguyên quan hệ bạn bè bạn học giữa hai chúng ta có chút không nhịn được Vừa lúc cao thần đến, mình tự nhiên thuận tiện lấy ra kích thích cậu một chút. Trước mắt xem đến, hiệu quả tốt vô cùng đấy. Triệu thừa dư bất đắc dĩ nở nụ cười, đáy lòng đối với việc mình như trút được gánh nặng hoàn toàn thích thú khẽ thở dài một cái. Nhưng cao thần cậu ấy, có lẽ là thật lòng thích cậu. Cậu ta thích hay không, là chuyện của cậu ta, không liên quan đến mình. Cố hàm ninh nói rất kiên định, mặc dù có chút vô tình, nhưng trong tình cảm cũng không cần do dự phân vân, lằng nhà lằng nhằng. Có lẽ cậu ta thích thật lòng, như vậy cậu nguyện ý vì sự thật lòng của người anh em mà đem mình chấp tay nhường cho sao? Triệu thừa dư căng thẳng trong lòng, liền vội vàng lắc đầu, sẽ không. Cậu có ý nghĩ của cậu, chứ không phải vấn đề bọn mình có nhường hay không. Huống chi, coi như là có thể, mình cũng sẽ không nhường. Cố hàm ninh trong lòng vừa lòng, nhoẻn miệng cười. May mắn, bây giờ ý nghĩ của mình không giống trước đây. Về phần mình tại sao không nói với Miu Miu sao, Cố Hàm Ninh dừng một chút, nhìn vẻ mặt hơi căng thẳng của Triệu Thừa Dư, cậu không thấy, chúng ta như vậy rất thú vị sao? Cố Hàm Ninh nói lời này là thật, cô là thật lòng thích cảm giác như vậy nha. Triệu Thừa Dư im bặt nhìn chầm chầm Cố Hàm Ninh đang ra vẻ vô tội. Cậu là thích tình yêu bí mật lén lén lúc lúc. Cố Hàm Ninh cười hắc hắc, đúng rất thú vị nha nhưng mà cũng chính là một khoảng thời gian ngắn chúng ta đâu có thể nào thật luôn luôn chơi tình bí mật nha sớm muộn cũng bị miêu miêu các bạn ấy thấy triệu thừa dư bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu cũng phải trừ phi cố hàm ninh trong trường học tránh cậu nếu không thế nào cũng đụng phải bạn học quen biết cố hàm ninh lấy lòng hướng tới triệu thừa dư cười cười lôi kéo cánh tay của cậu lắc lắc chúng ta lại đi dạo đi hai người như vậy liền tính đại khái là bàn bạc xong vấn đề về phần cao thần triệu thừa dư than thở dứt khoát đem một tia cảm giác tội lỗi cũng quẳng ra sau đầu được rồi tuy rằng cố hàm ninh làm như vậy quả thật có chút không đạo đức nhưng ai kêu cô là cố hàm ninh đây về sau có vấn đề cao thần phẫn nộ liền để cậu tới gánh vác đi hai người lại lôi kéo tay đi dạo mấy quầy hàng cố hàm ninh bụng cũng no rồi dứt khoát kéo triệu thừa dư đi dạo trong quảng trường thương nghiệp bên cạnh sân vận động như vậy đương nhiên càng không gặp phải những người còn lại có lẽ là do bên cạnh mỹ thực tiết quảng trường vốn coi như là náo nhiệt không có mấy người ngay từ đầu chỉ là tùy tiện đi dạo một chút chờ hai người đi dạo đến cửa hàng giày dép động quyền nổi tiếng cô cũng thật thích thú thật ra cô rất thích mua đồ tình nhân giày tình nhân khăn quàng cổ tình nhân gì gì đó trước kia được rồi cố hàm ninh lắc lắc đầu hiện tại đâu cần nhắc đến trước kia chính là hiện tại từ giờ trở đi, cô lại là có thể thường xuyên đi dạo phố mua đồ tốt, cho Triệu Thừa Dư ăn diện phải càng đẹp trai. Hưng. Cũng không tốt, dáng người Triệu Thừa Dư thật ra rất đẹp, tùy tiện một bộ quần áo thể thao cũng rất có dáng rồi, lại ăn diện nữa, không phải càng thu hút ánh mắt của người khác. Nếu cô đã bỏ vào trong túi rồi, vẫn là khiêm nhường một chút. Cái tốt của Triệu Thừa Dư, phải che giấu đi, bản thân mình biết là được. Khi từ cửa hàng đi ra, triệu thừa dư sách hai đôi giày vải bạc một nam một nữ kiểu giống nhau màu sắc khác nhau, ngoan ngoãn để cố hàm ninh khoát tay, lại bị kéo đi siêu thị. Tuần trước, cố hàm ninh và bạn cùng phòng đã mua một nồi cơm điện, cố hàm ninh liền nhớ tới mua một ít gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn. Chờ đến ra khỏi quảng trường, đã là 9 giờ, trên tay triệu thừa dư trừ hộp giày, còn sách một túi đồ. Cố hàm ninh nhìn thời gian, nhắn tin với thôi hà miêu, nói mình đi trước, liền cùng triệu thừa dư hai người cứ thế ngồi xe buýt đi để khỏi chờ một chút gặp bọn họ không khỏi lộ bộ mặt thật còn phải cùng triệu thừa dư tách ra đi mỹ thực tiết kinh doanh đến đêm khuya lúc này người đi tự nhiên còn không nhiều thuận thuận lợi lợi trên xe buýt hai người còn tìm đến hai chỗ ở phía sau vai kề vai tay nắm tay một đường ngọt ngào trở về trường học bởi vì là thứ sáu hai người chỉ có thể chia tay ở sảnh lớn dưới phòng ngủ triệu thừa dư nhìn cố hàm ninh lên bậc thang lúc này mới xoay người trở về phòng ngủ của mình. Chuyện tình mình và Triệu Thừa Dư, sớm muộn cũng phải thẳng thắn với đám người thôi Hà Miêu, nhưng Cố Hàm Ninh thật sự lười phải ứng phó Bạch Vũ hơn, dứt khoát lưu loát đánh răng rửa mặt, lại cùng Triệu Thừa Dư nói mấy phút điện thoại, chúc lẫn nhau ngủ ngon, liền lên giường ngủ. Chờ đến đám người thôi Hà Miêu trở lại phòng ngủ, tự nhiên chỉ có thể nhìn đến Cố Hàm Ninh đã ngủ say sưa không nhúc nhích. Trong lòng thôi Hà Miêu thật ra rất buồn bực, thế nhưng cũng không thể thật lôi người đang ngủ dậy tra khảo, chỉ có thể kềm chế cả bụng nghi vấn, tạm thời buông tha. Chờ đến tới khi ba người nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt xong nằm ở trên giường tắt đèn, cố hàm ninh mới ở trong bóng tối, mở mắt ra, không tiếng động mím môi nở nụ cười. Ai nha, thì ra tâm tình tốt cũng có thể gây ra mất ngủ nha. Ngày hôm sau là thứ bảy, tuy rằng tối qua cố hàm ninh ngủ muộn, tỉnh lại tinh thần cũng rất tốt, nửa chóng đứng dậy, thấy ba người còn ngủ, liền rón ra trón rén ngồi dậy, nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt xong, lặng lẽ ra cửa. Tối hôm qua cô liền cùng Triệu Thừa Dư hẹn ước, hôm nay đi nội thành một chuyến. Bây giờ giữa hai người đã hiểu rõ, tự nhiên phải làm xong chuyện đã kéo dài một tuần. Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư dưới lầu chạm mặt lúc chưa đến 7 giờ 30 phút, hai người dứt khoát trực tiếp lên xe buýt, đến nội thành ăn bữa sáng. Phòng giao dịch chứng khoán 9 giờ mở cửa, ăn xong bữa sáng hai người nắm tay kề vai nói chuyện đi dạo trên đường cái một lát cho đến giờ giao tiền cố hàm ninh lại mua hết lần này cô như cũ viết giấy vay nợ cho triệu thừa dư triệu thừa dư tự nhiên không muốn nhưng cố hàm ninh nói mượn một đồng trả một đồng anh em ruột còn tính sổ rõ ràng đấy chờ đến về sau cô cảm thấy tình huống thích hợp tự nhiên sẽ quyệt nợ cố hàm ninh một câu cậu không cần phải gấp gáp cũng chọc cho Triệu Thừa Dư đỏ mặt, bất đắc dĩ ngậm miệng. Được rồi, đến bây giờ, cậu mới phát hiện, hóa ra, trừ ra rất nhiều ưu điểm khác, Cố Hàm Ninh còn có ưu điểm là một da mặt dày nha. Lần trước cùng đi nội thành là một đám người, tuy rằng Triệu Thừa Dư cũng đi theo Cố Hàm Ninh lén lút trước lại sau, nhưng ngày đó đối với Cố Hàm Ninh mà nói là làm chính sự, hôm nay đi, thời gian kế tiếp, tự nhiên muốn hai người đi chơi. Hai người lại ngồi xe buýt trở về bên Nam Hồ cố hàm ninh đột nhiên liền muốn ngồi thuyền nhỏ nha cố hàm ninh triệu thừa dư dắt cố hàm ninh đang hướng bến tàu nhỏ đi liền nghe được phía sau một tiếng thét kinh hãi cố hàm ninh quay đầu phía sau một cô gái trẻ tuổi vô cùng quen mắt đang cười chào hỏi cô cố hàm ninh thật là đúng dịp a à? thật sự là cậu đối phương kéo tay cố hàm ninh thân mật nói triệu thừa dư ở một bên thả tay tự nhiên nhà đúng a à. mình cũng không nghĩ tới sẽ gặp được cậu cố hàm ninh hít mắt nhăn mày suy nghĩ người này thật nhìn rất quen mắt a à, nhưng rốt cuộc là ai cái tên đó dường như rất sống động nhưng thế nào đều nghĩ không ra cuối tuần trước mình gọi điện thoại cho cậu để cho cậu tới trường học mình chơi cậu ngoài miệng đáp ứng nhưng sao lại không có gọi điện thoại cho mình đối phương biểu môi oán hận cố hàm ninh trong đầu chật lóe rốt cuộc nghĩ tới là bạn học cấp 3 của cô, Đỗ Na. Ký ức thực tế của cô, thật ra rất xa thời gian hiện nay, bạn học trước đại học, bởi vì thời gian quá dài không gặp mặt, cô đều quên gần hết. May mắn, cuối tuần trước Đỗ Na gọi điện thoại cho cô, nói là sau khi tốt nghiệp trung học Cố Hàm Ninh cũng không liên hệ cho cô ấy, cô ấy liền gọi điện thoại đến nhà, Diêu Tuệ Nhã dĩ nhiên là cho số điện thoại di động Cố Hàm Ninh đang xài bây giờ nói cho cô ấy biết. Khi Đỗ Na gọi tới, Cố Hàm Ninh đương nhiên không có nghe ra rốt cuộc là ai, chỉ có thể lấy cớ không nhận ra số di động, giọng nói trong điện thoại nghe khác với bình thường, thật sự đoán không ra, để Đỗ Na tự giới thiệu. Tuy rằng thật lâu không gặp, nhưng nói ra cái tên Đỗ Na này, cô vẫn là nhớ được, lúc cấp 3, bởi vì sống gần, thường xuyên cùng nhau đi học, quan hệ cũng coi như thân mật. Bây giờ, cuối cùng là lòng tên và người với nhau. Trong lòng Cố Hàm Ninh lau mồ hôi một phen nếu như vừa xa nhau mấy tháng đã không nhận ra bạn học cấp 3, cô thật chỉ có thể là thanh niên ngu ngốc rồi. Được được được. Mình rảnh sẽ đi đến trường học cậu chơi. Thấy bạn học cũ, cố Hàm Ninh thật ra cũng rất vui vẻ. Cậu cần phải nói giữ lời Nga. Đỗ Na nhìn chầm chầm cố Hàm Ninh nói, tầm mắt vừa chuyển, lúc này mới thấy bên cạnh còn một chàng đẹp trai, nha. Đây là ai? Vừa nói, tầm mắt hướng cố Hàm Ninh, vẻ mặt trở nên ái mùi, cười hắc hắc. Cố Hàm Ninh bật cười cũng trợn mắt nhìn Đỗ Na một cái, quay đầu kéo tay Triệu Thừa Dư. Bạn trai mình, Triệu Thừa Dư. Đây là bạn học cấp 3 của mình Đỗ Na, cũng học trường trong thành phố hát, hẳn là biết học viện thương mại đi. Một câu cuối cùng hỏi chính là Đỗ Na, cô là thật sự có một số chi tiết không xác định, dù sao, bạn học cấp 3 của cô, có mấy người đều là ở thành phố hát, nếu như cô nhớ không sai, không lâu sau sẽ có người tổ chức tụ hội. Nhưng mà, bạn học cấp 3 tụ họp ở thành phố Hát, nằm thứ nhất đại học được một lần, sau mọi người bận rộn, rất ít liên lạc. Chào cậu, mình là bạn học cấp 3 của Cố Hàm Ninh, trước kia mỗi ngày cùng đi học. Đỗ Na đối với Cố Hàm Ninh có chút tùy tùy tiện tiện, xoay người cũng tục nữ rất nhiều. Chào bạn. Triệu Thừa Dư gật đầu cười, trong lòng nóng hầm hập. Bạn trai đây là lần đầu tiên cố hàm ninh xưng hô mình như vậy chúng mình muốn ngồi thuyền đi còn cậu cố hàm ninh nói nga vậy các cậu đi đi mình đi với bạn cùng phòng à họ ở bên đó mình cũng không tiện bỏ các cô ấy mà chơi một mình nhưng mà cậu phải nhớ kỹ mau chóng tìm thời gian tới tìm mình chơi nga biết rồi cố hàm ninh nhìn bóng lưng đổ na nhảy cà tưng xoay người lắc đầu bật cười năm đó sau cùng những bạn học này mất liên hệ, kỳ thật cô rất tiếc nuối. Cảm giác hôm nay, liền như là vui vẻ lúc gặp lại sau khi ly biệt đã lâu. Đi thôi, chúng ta ngồi thuyền đôi nhỏ, cậu tới chèo. Chương 28, Hôn Thuyền mà cố hàm ninh cùng triệu thừa dư chơi chính là loại thuyền nhỏ tự mình chèo, tương tự thuyền mui đen, nhưng là không có nóc thuyền, ba khối gỗ phẳng, có thể ngồi ba người. Cố hàm ninh cùng triệu thừa dư mỗi người ngồi một đầu, đối diện nhau. Công việc làm người chèo thuyền này, Triệu Thừa Dư là lần đầu tiên làm, chèo qua chèo lại, một lúc lâu vẫn còn ở quanh bên bờ. Triệu Thừa Dư gấp đến độ đổ, đổ mồ hôi tráng, cố hàm ninh cứ thế cười đến vui thích. Lại đảo quanh tại chỗ mấy phút, Triệu Thừa Dư mãi cũng nắm giữ một chút kỹ xảo, cuối cùng chậm rì rì quẹo trái lắc phải rồi đi ra ngoài, gần ra đến giữa hồ, cố hàm ninh liền bảo Triệu Thừa Dư ngừng lại. Cứ như vậy trôi đi, chúng ta thưởng thức phong cảnh ở đây bởi vì là thứ bảy trên mặt hồ thuyền nhỏ cũng có không ít cuối thu không khí dễ chịu gió hồ sao động nhẹ cố hàm ninh hơi hiếp mắt nhìn sông nước du khách chung quanh một chút lại nhìn triệu thừa dư đối diện nhất thời cảm thấy khoan khoái vô cùng nhìn không được mím môi nở nụ cười triệu thừa dư vừa thở phào một cái mồ hôi trên đầu cũng sắp thấm ướt tóc này một là mệt mỏi hai là sốt ruột cố hàm ninh cúi đầu rút tờ khăn giấy hơi hơi thò người ra săn sóc giúp triệu thừa dư lau mồ hôi trên tóc mai mệt muốn chết rồi đi hiện tại nghỉ ngơi đi chúng ta một lát nữa trở về không mệt triệu thừa dư cười tùy ý cố hàm ninh giúp mình lau mồ hôi cậu cẩn thận một chút tuy rằng mặt hồ tĩnh lặng nhưng bởi vì thuyền nhỏ cố hàm ninh vừa cử động liền hơi lắc lư triệu thừa dư vội vàng đưa tay đỡ tay kia của cố hàm ninh cố hàm ninh thu tay lau mồ hôi lại rút ra cánh tay triệu thừa dư đang cầm vịn men theo thuyền xoay người ngồi vào trên chính giữa tấm ván gỗ triệu thừa dư bị làm cho sợ vội vàng hai tay nắm tay cố hàm ninh cho đến khi cố hàm ninh ngồi yên mới buông tay triệu thừa dư vừa để tay xuống cố hàm ninh liền ngửa mặt về phía sau trực tiếp ngồi dựa vào trong ngực triệu thừa dư triệu thừa dư chỉ chần chờ một giây liền đưa tay ra phía trước bụng cố hàm ninh sau đó nắm tay nhẹ nhàng ôm người trong ngực triệu thừa dư cười đem cầm nhẹ để ở đỉnh đầu cố hàm ninh hiếp mắt tâm tình vui vẻ ngắm cảnh không khí ấm áp tư thế thân mật tâm cùng tâm dường như áp chặt nhau cố hàm ninh vừa quay đầu lại liền thấy triệu thừa dư đang hướng mình cười đôi mắt đen bóng mang theo ý cười ấm áp cố hàm ninh mím môi cười một tiếng ngẩng đầu ở trên cầm hơi có chút thô ráp của triệu thừa dư nhẹ hôn một ngụm lúc này mới hiếp mắt chuyển người hưởng thụ cuối tuần nhàn nhã thanh thản vô cùng Hai người trôi theo sóng giữa hồ một tiếng, ngẫu nhiên câu có câu không nói chuyện phím, cũng có lúc là không tiếng động mà ăn ý ngắm cảnh, yên tĩnh cũng không nhàm chán. Chờ đến khi thuyền trở về bờ, đã là thời gian cơm trưa. Tìm lân cận có quán mì phở, một tô mì thịt bò một tô mì hải sản ở trước mặt, sau khi ăn xong, cố hàm ninh lại lôi kéo triệu thừa dư đi rạp chiếu phim Nam Hồ xem phim. Đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, ba yếu tố hẹn hò đi, dù sao hôm nay có rảnh, dĩ nhiên là phải chơi được tận hứng. Cố Hàm Ninh chọn một bộ phim kinh dị Hồng Kông, mua vé chỗ ghế ngồi đôi cho tình nhân ở hàng ghế cuối cùng. Này bộ phim có chút vắng vẻ, cũng không có nhiều người xem, chỉ ít, hàng cuối cùng liền chỉ có hai người Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư, phía trước cũng là không người. Chờ top 5 top 3 người đến, bộ phim bắt đầu trong khúc dạo đầu buồn bã. Phim kinh dị bình thường đều có cái đặc điểm đó là ánh sáng ảm đạm, như vậy liền có thể xây dựng một bầu không khí kinh khủng. Bốn phía rất yên lặng, trừ tiếng vang rất nhỏ phát ra từ trong phim, không còn âm thanh khác, đoán chừng đoàn người đều nín thở cẩn thận xem. Cố hàm ninh một lúc ngắm ngắm màn hình phim, một lúc quay đầu nhìn xem ánh sáng biến hóa lúc sáng lúc tối trên mặt Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư dựa vào lưng ghế dựa, nhìn chầm chầm màn hình phim, hơi hơi cau mày. Mày kiếm đẹp mắt giữa lông mày hơi hơi nhíu lại cố hàm ninh thích nhất vẻ mặt nghiêm túc của triệu thừa dư trong lòng nhất thời có chút ngứa cố hàm ninh khóe môi hơi nhếch thật nhanh ở trên mặt triệu thừa dư nhẹ hôn một ngụm triệu thừa dư quay đầu đang thấy cố hàm ninh hơi hiếp mắt liếc nhìn bất đắc dĩ cười một tiếng trong mắt đều là tràn đầy yêu thương không thích xem sao muốn đổi một bộ khác không sẽ không mình rất thích đấy cố hàm ninh cười nhìn triệu thừa dư tiến đến trước mặt triệu thừa dư làng môi cơ hồ để trước mặt triệu thừa dư vừa nói hơi thở thơm ngọt liền phả vào mặt triệu thừa dư làm cậu một trận tim đập nhanh hai người ngồi rất tiện đấy cố hàm ninh hạ giọng lọc vào tai triệu thừa dư mang theo lời nói mị hoặc cái gì cái gì tiện giọng triệu thừa dư cũng trầm thấp mang theo một tia động tình ân ừ, đương nhiên là tiện như vậy cố hàm ninh hơi hơi dẫu môi đang lúc nói chuyện liền đụng chạm tới đôi môi mềm mại của Triệu Thừa Dư, nói tới cuối câu, gần như đã ngậm lấy môi Triệu Thừa Dư, Triệu Thừa Dư cảm thấy trên môi một trận run rẩy, nhìn không được liền hơi hơi mở miệng. Cố Hàm Ninh không lùi mà tiến tới, làn môi hợp làm một, liền bắt đầu nhẹ mút, trên mặt Triệu Thừa Dư nóng lên, trên tay cũng vội vàng keo eo Cố Hàm Ninh, ông chặt lấy cô. Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ bụng chậm rãi dâng lên, cảm giác tê dại từ mũi chân vẫn lan tràn, không nhìn được nhẹ vương đầu lưỡi thở ra, di chuyển giữa môi răng đang hé mở của Triệu Thừa Dư, đôi tay cũng cuốn quanh cổ Triệu Thừa Dư, thân thể ngày càng dán chặt hơn. Chỉ là đôi môi dán sát, đã làm Triệu Thừa Dư mặt hồng tim đập, miệng đắng lưỡi khô rồi, cố hàm ninh càng tiến một bước hôn, lập tức càng làm cho Triệu Thừa Dư có loại cảm giác khô nóng khó nhịn, nhất thời chỉ có ông chặt lấy cố hàm ninh. Dường như là muốn đem cô vùi vào trong thân thể mình mới bỏ qua, môi lưỡi theo cố hàm ninh nhảy múa, cảm nhận sự thân mật chưa từng trải qua. Cho đến khi hai người đều có chút không thở được, Triệu Thừa Dư mới miễn cưỡng rút khỏi làn môi của Cố Hàm Ninh, chỉ ông chặt, càng không ngừng hôn nhẹ lưu luyến. Cố Hàm Ninh thấp đầu, chui đầu vào trong ngực Triệu Thừa Dư, nhẹ giọng, khúc khích, cười. Tiện không? Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy trên mặt nóng vô cùng, chỉ phải ông chặt Cố Hàm Ninh, khẽ cười không trả lời. Cố Hàm Ninh nghĩ, bóng tối, quả nhiên có thể bại lộ tính người. Một bộ phim chiếu xong, Cố Hàm Ninh trừ xem lúc vừa mới mở đầu, căn bản cũng không có đem tâm tư để ở trên tình tiết bộ phim. Dường như là bóng tối cho Triệu Thừa Dư dũng cảm vô cùng, trừ lần đầu tiên là Cố Hàm Ninh chủ động dán lên đi, sau đó là Triệu Thừa Dư chủ động ông Cố Hàm Ninh đòi hôn. Từ lúc mới bắt đầu khẽ liếm chậm nghiền, càng về sau liếm gặm ngầm hút cùng lúc, Cố Hàm Ninh đến cuối cùng chỉ có thể chôn ở trong ngực Triệu Thừa Dư đỏ mặt hoa mắt thở hỗn hỉnh triệu thừa dư cũng tim đập cực nhanh như thế thì cười khẽ bên tai cô trong thanh âm kia hơi hơi đắc ý cũng làm cho cố hàm ninh có loại cảm giác bị lừa cùng chán nản trong nháy mắt đó cố hàm ninh thật tâm có một loại xúc động muốn một phen đẩy ngã triệu thừa dư khuyên răng cậu chị đây có thể dạy em nhiều hơn rất nhiều cậu em đừng đắc ý kích động như thế đáng tiếc a à, hôm nay hoàn cảnh không thích hợp bộ phim chiếu hết cố hàm ninh kéo triệu thừa dư đi chậm nhất bởi vì cô muốn hòa hoãn lại khuôn mặt hồng hào rồi mới đi. Ngày này, hai người chơi đến 8 giờ tối mới hài lòng thỏa dạ trở về trường học. Cố Hàm Ninh cơ bản 10 giờ rưỡi liền ngủ, cuối tuần cũng quyết định ngoại lệ. Sáng ngày hôm sau, Cố Hàm Ninh khó được 8 giờ còn không có rời giường, hơi hiếp mắt, duỗi thắt lưng, mở điện thoại di động ra liền nhận được một cái tin nhắn. Đã dậy chưa? Muốn đi thư viện hay không? Cố Hàm Ninh cầm điện thoại di động trở mình, hướng tới vách tường màu trắng, không tiếng động mím môi nở nụ cười. Được rồi, kỳ thật cô cũng muốn gặp mặt. Mười phút sau, gặp dưới lầu. Cố Hàm Ninh rất nhanh nhắn tin trả lời, lưu loát bò xuống giường, rửa mặt xong, cùng thôi Hà Miêu nói tiếng mình đi thư viện, nhét sách đã xem xong chuẩn bị trả thư viện vào trong túi sách, liền chạy đi xuống lầu. Triệu Thừa Dư đã sớm chờ, cười tiếp nhận túi Cố Hàm Ninh ở nhà ăn ăn bữa sáng, hai người nắm tay, thông thả đi thư viện, chờ đến lúc Cố Hàm Ninh lấy sách xong, Triệu Thừa Dư đã tìm vị trí gần cửa sổ. Cố Hàm Ninh dựng thẳng tiểu thuyết, nửa che cản trở mặt và lỗ mũi, nhìn đối diện Triệu Thừa Dư vẻ mặt thành thật nhìn chầm chầm sách chuyên ngành, con ngươi xoay một vòng, làng môi bị trắng ở dưới sách hơi nhếch, vẻ mặt cười xấu xa. Triệu Thừa Dư, mình xem xong, cậu giúp mình cùng đi tìm một quyển Thái Bình Quảng Ký, mình vừa nhìn một vòng không tìm được đấy. Cố Hàm Ninh hơi hơi biểu môi nhẹ giọng nói. Nga. Nga. Được. Triệu Thừa Dư xoay người lại, thả quyển sách trên tay, bút, đứng dậy hỏi, vị trí ở đâu? Hẳn là ở hướng kia. Cố Hàm Ninh lôi kéo Triệu Thừa Dư đi về hướng tay cô chỉ. Triệu Thừa Dư tìm từng quyển sách trên giá sách thật kỹ, cho đến góc cuối cùng của giá sách vẫn không có tìm được cuốn sách mà Cố Hàm Ninh nói, vừa quay đầu lại liền thấy cố hàm ninh không biết khi nào thì đi ở bên cạnh mình nơi này không có đấy cậu bên kia đã tìm cả rồi sao triệu thừa dư khẽ nhíu mày càng nhìn chằm chằm giá sách đang tìm cố hàm ninh hít mắt mím môi cười một tiếng ghé vào bên tai triệu thừa dư triệu thừa dư triệu thừa dư tự nhiên quay đầu vừa quay đầu liền thấy được mặt cố hàm ninh sát tới nhất thời sững sờ liền bị cố hàm ninh chắn miệng dù sao có buổi luyện tập ngày hôm qua, tuy rằng nghĩ đến bây giờ nơi này dường như có chút không thích hợp, nhưng có đần độn mới có thể đem mỹ vị đã đến miệng đẩy đi ra, triệu thừa dư tay tự giác ông eo cố hàm ninh, cúi đầu, vội vã đuổi theo làng môi cố hàm ninh cố ý lui về phía sau, một khi nằm chặt lấy cũng sẽ không buông tay, nhất thời liền động tình hôn môi từng chút một. Cố hàm ninh cũng không đùa nữa, ông lấy eo triệu thừa dư, ngửa đầu, rút vào trong ngực triệu thừa dư, nhu thuận nghênh hợp đến khi nụ hôn vừa kết thúc, cố hàm ninh sụi lơ ở trong ngực triệu thừa dư, tinh tế thưởng thức trung động vừa rồi, bốn phía an tĩnh giống như chỉ có tiếng tim đập lẫn nhau. Chờ đến hô hấp hơi hơi bình ổn, cố hàm ninh buông tay đang ôm eo triệu thừa dư ra, đổi thành nắm gấu áo phía sau eo cậu, rời khỏi cái ôm của cậu, đang muốn nói về lần trước hai người đụng vào cảnh người khác ôm hôn, khóe mắt lướt qua triệu thừa dư, ngắm đến động tĩnh cách đó không xa, nhất thời trừng lớn mắt, thân thể cứng đờ, rụt đầu về sao vậy triệu thừa dư hơi hơi nhíu mày cúi đầu hỏi thăm ai cố hàm ninh nhíu mày lại thấp giọng than nhẹ vô cùng buồn bực mình nói bạn học triệu chọn ngày không bằng trùng ngày không bằng hôm nay cậu mời mấy người bạn cùng phòng mình ăn một bữa đi hết chương hai mươi tám chương hai mươi chín phơi bày triệu thừa dư không rõ nguyên do nhìn cố hàm ninh được nhưng mà không phải cậu nói muốn muộn muộn sao Cố Hàm Ninh buông tay đang khoát ngang hông Triệu Thừa Dư ra, thoáng lui về sau một bước nhỏ, than thở vỗ vỗ vai trái Triệu Thừa Dư, hướng tới phía sau cậu biểu biểu môi. Triệu Thừa Dư nghi ngờ quay đầu, lập tức liền thấy trên mặt thịnh mạng mạng đã từ kinh nghi chuyển thành vui cười, một đôi mắt lóe sáng, trái phải trên dưới quan sát hai người bọn họ. Triệu Thừa Dư thoáng chốc liền đỏ mặt, quay đầu trợn mắt nhìn ánh mắt vô tội nhìn Cố Hàm Ninh, đột nhiên liền nhớ tới cái đôi bị cậu và cố hàm ninh tình cờ bắt gặp mấy hôm trước. Thật là vừa phá hoại liền gặp quả báo. Triệu thừa dư chịu đựng khô nóng trên mặt, xoay người nhếch lên chút ý cười. Cái đó, thịnh mạng mạng, trưa nay mình mời các cậu ăn cơm. Cậu muốn ăn cái gì? Thịnh mạng mạng lập tức cười nheo mắt, ra sức gật đầu, không tồi. Còn thật thức thời. Vậy thì, ừ, gần đây ở đâu ngon nhất đây? vừa nói như thế bụng mình lại là thật đói bụng cố hàm ninh cười kéo tay triệu thừa dư đi tới ăn đi ra sức nhồi vào miệng của cậu thình mạng mạng tâm tình cực tốt cười hắc hắc hai tiếng cười đùa ái mùi nhìn hai người đi tới bên cạnh cố hàm ninh đưa ra chân phải đụng nhẹ một chút lại tiến đến bên tai cố hàm ninh dùng thanh âm không nhỏ hỏi mình nói hai người các cậu là lúc nào thì trở nên tốt vậy cố hàm ninh lườm cô một cái nghiêm túc nói nhỏ giọng một chút đừng ảnh hưởng những bạn học khác thịnh mạng mạng tự nhiên không phải tới một người chờ ba người đi tới bên ngoài cố hàm ninh liền thấy thôi hà miêu chỉ là so với thịnh mạng mạng thôi hà miêu trong mắt bớt chút ngoài ý muốn nhiều một chút trong dự liệu miêu miêu cậu biết mình vừa rồi thấy cái gì thịnh mạng mạng nháy mắt với thôi hà miêu con ngươi ở trên người cố hàm ninh cùng triệu thừa dư chuyển động qua lại đại khái đoán ra thôi hà miêu cười đến trấn định mình cũng không phải là cậu cả đầu đầy ruột đều là ăn ăn có cái gì không tốt dân lấy ăn làm trời nha thịnh mạng mạng ngay thẳng cố hàm ninh bật cười nhìn thịnh mạng mạng lắc lắc đầu tốt lắm đừng làm mất mặt xấu hổ thịnh mạng mạng cười hắc hắc có gì nha con rể của phòng ngủ chúng ta nha sao có thể tính người ngoài đây đúng không tính là người ngoài Triệu Thừa Dư cười gật đầu. Đã mời bạn cùng phòng cố hàm ninh ăn cơm, tự nhiên cũng không thể không có Bạch Vũ Hân. Thôi Hà Miêu gọi điện thoại cho Bạch Vũ Hân, thịnh mạng mạng cùng Triệu Thừa Dư thảo luận địa điểm ăn cơm. Địa điểm được chọn là một nhà hàng cách trường học khoảng 15 phút đường xe, thấp thoáng dưới tán cây xanh, có vẻ rất nên thơ, mấy lần xe buýt đi qua. Thịnh mạn mạn cũng sẽ víu cửa kính xe thèm nhỏ giải. Thịnh mạn mạn tự nhiên rất hài lòng, hướng về phía triệu thừa dư liên tục gật đầu con rể triệu quả nhiên xứng đôi với ninh ninh chúng ta mình kết cậu cố hàm ninh nhẹ nhàng trận trắng mắt nhưng mà suy nghĩ một chút triệu thừa dư cũng hẳn là có thể gánh vác thật cũng không có phản đối tuy rằng kỳ thật tính nghiêm túc ra kiếp này cô mới chính thức quen thuộc triệu thừa dư thời gian chẳng hề dài nhưng cũng biết triệu thừa dư không phải cái tự cho là đúng tuyệt đối sẽ không làm chuyện quá khả năng chờ lúc bạch vũ hân gửi tin nhắn tới nói cô đã chuẩn bị xong, bốn người liền thu thập các thứ, đi ra cửa trạm xe bus. Lần này triệu thừa dư rốt cục có thể quang minh chính đại dắt tay cố hàm ninh mà không cần che che giấu giấu, trong lòng cậu vui sướng không nói nên lời, đẩy lòng càng thêm vô cùng vừa lòng thịnh mạng mạng, không thức thời. bữa nay dĩ nhiên là ăn đến khách và chủ cùng vui mừng. triệu thừa dư không chút keo kiệt để tùy thịnh mạng mạng gọi thức ăn. Cố Hàm Ninh một mực nghĩ tới sẽ có một lần như vậy, đau lòng cũng chỉ là một lần, chịu đựng đi. Đến cuối cùng, một bàn món ăn cũng không có ăn hết, thôi Hà Miêu kêu người phục vụ đóng gói. Cố Hàm Ninh cười nói, được rồi, ngày mai không cần mua món ăn, mua cơm là được. Cậu xem, mình làm cho đoàn người cải thiện cơm nước, còn thuận tiện tiết kiệm tiền. Thình mạng mạng ngẩng đầu hùng hồn, tất cả mọi người nở nụ cười. Cố Hàm Ninh ánh mắt dừng ở trên mặt Bạch Vũ Hân cười đến vô cùng thư thái, trong lòng vòng vo lại chuyển. Một bữa cơm vừa rồi, Bạch Vũ Hân gửi vài dòng tin nhắn, còn đặc biệt cố ý che điện thoại di động đi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại. Cố Hàm Ninh tự nhiên nhìn ở trong mắt, Bạch Vũ Hân vội vã muốn cho cao thần tỉnh ngộ, cô tự nhiên không ngăn trở, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, không bằng hôm nay cùng nhau giải quyết. Vừa rồi cô cùng Triệu Thừa Dư tay trong tay cùng lúc xuất hiện ở trước mắt Bạch Vũ Hân, Cố Hàm Ninh rõ ràng thấy, trừ ra một tia kinh ngạc, trong mắt Bạch Vũ Hân nhiều hơn là kinh hỉ, giống như là giải quyết một vấn đề nan giải cực kỳ phức tạp đã lâu, thậm chí không cần cô ấy tự mình giải quyết, mà là hết thảy đột nhiên liền được giải quyết dễ dàng. Bạch Vũ Hân có lẽ cảm thấy, cơ hội của cô ta đã tới. Cố Hàm Ninh rũ mắt xuống che đi một tia ánh sáng lạnh. Dùng hiểu biết của cô về cao thần, Cậu ta tự có niềm kiêu ngạo, cao thần kiêu ngạo lại tự đại, kỳ thật, rất khó tiếp nhận mình thất bại, để cậu ta cứ hết hy vọng như vậy, khả năng rất ít, cậu ta không thể tiếp nhận là mình không sánh bằng người khác, cho nên mới bị loại. Ăn cơm trưa vui đùa ầm ĩ xong, năm người lại ngồi xe buýt trở về trường học. Xuống xe buýt, bước chân Bạch Vũ Hân liền bước dài hơn sau người khác, thoát cái vượt lên trước mọi người. Cố Hàm Ninh chỉ tùy ý liếc bóng lưng Bạch Vũ Hân trước mặt một cái, kéo tay Triệu Thừa Dư, chậm rì rì cùng thịnh mạng mạn thôi Hà Miêu nói chuyện phím. Mới vừa vào cửa trường. Cố Hàm Ninh liền thấy vẻ mặt âm trầm của cao thần cùng bóng lưng Bạch Vũ Hân đối diện với mình đang nói chuyện. Cố Hàm Ninh khe khẽ mỉm cười, rút vào bên cạnh Triệu Thừa Dư, bước chân không thay đổi. Trái lại Triệu Thừa Dư, lúc nhìn đến cao thần, bước chân rõ ràng sững lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất cao thần ngẩng đầu liền thấy được cố hàm ninh cùng triệu thừa dư thân mật tựa vào nhau bước lên cho đến khi đi tới trước mặt hai người mới ngừng lại trên mặt lộ ra một nụ cười rất khó xem cực lực muốn duy trì phong độ của mình cậu các cậu đây là lúc nào cao thần cố gắng hòa hoãn giọng điệu của mình đối với cố hàm ninh nhưng lúc ánh mắt chuyển qua trên mặt triệu thừa dư lại thoáng cái có chút vặn vẹo cao thần triệu thừa dư có chút khó xử mở miệng cũng rất nhanh bị cố hàm ninh cắt đứt cao thần thực xin lỗi. Cậu rất tốt, nhưng là chung sống về sau, mình cảm thấy vẫn là mình và thừa dư thích hợp hơn, cho nên cố hàm ninh trên mặt càng khó xử hơn, cắn môi dưới, gương mặt ấy nấy, mình cũng cảm thấy ngay từ đầu phải nói cho cậu biết, nhưng mình sợ cậu không thể tiếp nhận, cho nên quyết định chậm một chút sẽ nói cho cậu biết. Hai người các cậu quan hệ tốt như vậy, cậu ấy, triệu thừa dư, không muốn tổn thương cậu, mình cũng không muốn phá hoại tình bạn giữa hai người các cậu, Cố Hàm Ninh mở to mắt, nói vô cùng thành khẩn. Triệu Thừa Dư lại có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Ninh, hơi hơi há mồm, cuối cùng vẫn còn cũng không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Cao Thần sắc mặt khó coi. Cao Thần, thực xin lỗi, đều là lỗi của mình. Triệu Thừa Dư Coi như cậu được, Cao Thần cực lực đè nén phẫn nộ cùng cáo thẹn của mình, vừa hít thở sâu một lần mới nhìn về phía Cố Hàm Ninh, Cố Hàm Ninh, mình là thật lòng thích cậu, phần này tình cảm tuyệt đối có thể không ít hơn so với triệu thừa dư gần đây mình bận hội diễn nhất thời bỏ quên cậu cho nên không thể để cho cậu thấy thành ý của mình tuy rằng bây giờ cậu lựa chọn triệu thừa dư nhưng mình không muốn buông tha cho mình không bỏ được cho nên hy vọng cậu không cự tuyệt ý tốt của mình coi như không phải tình cảm nam nữ nhưng cũng không thể cự tuyệt sự quan tâm của mình đối với cậu cao thần dường như là tìm được nhịp điệu mình hơi bi thương cùng mất mát nhìn cố hàm ninh làm cho bạch vũ hân bên cạnh nghe được dị thương chua xót cô thật là không biết hóa ra cao thần thế nhưng đã tỏ tình với cố hàm ninh bạch vũ hân ngơ ngác đứng ở một bên ánh mắt tối sầm khó hiểu nhìn ba người trước mắt dây dưa cố hàm ninh thì cười lạnh trong lòng quả nhiên cao thần đối với mình sắm vai tình thánh như thế nào kỳ thật rất tâm đắc nhưng trên mặt cố hàm ninh vẫn là lộ ra một tia cảm động cùng với khó xử. Cao thần, cảm ơn cậu. Chính là. Cố Hàm Ninh, cậu không cần phải để ý đến mình, chỉ là muốn mình từ nay về sau liền cách cậu rất xa, mình làm không được. Cao thần nhìn Cố Hàm Ninh yếu ớt mà nói, sau đó liền nhìn cũng không thèm nhìn Triệu Thừa Dư một cái, nói, thực xin lỗi, mình đã làm khó cho cậu. Cao thần nhìn Cố Hàm Ninh hơi hơi giật giật khóe miệng, nhìn vô cùng yêu thương, sau đó liền đi đầu cũng không quay lại. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư bên cạnh có vẻ mặt cứng nhắc, đấy lòng thầm than. Triệu Thừa Dư, thực xin lỗi, vì phá hoại cái gọi là tình anh em của cậu cùng cao thần, mình tự nhiên muốn dốc hết sức. Người khẩu Phật tâm xà, giấu sao, như cao thần, để ở bên cạnh cậu, mình thật sự không yên tâm. Giấu sao, khẩu Phật tâm xà, miệng nói lời nhân đạo như niệm Phật, trong lòng độc ác như rắn rết thay vì ngóng trong ngày sau có một ngày cậu có thể thấy rõ con người thật của cao thần, không bằng hiện tại sẽ để cho các cậu cách lòng. Đại học tuy rằng không phức tạp ác nghiệt bằng xã hội, nhưng nếu như cao thần ngán chân làm cho cậu ngã, vẫn có rất nhiều cơ hội. Nếu như cậu thương tâm, mình tự nhiên sẽ an ủi cậu thật nhiều. Nhìn một màn có chút ngoài ý muốn, thịnh mạng mạng và thôi hà miêu cảm thấy có chút bất ngờ và lúng túng, liền cười khang đi trước, bạch vũ hân tự nhiên cũng không có tâm tình ở lại. Cố Hàm Ninh khẽ nhíu mày nhìn Triệu Thừa Dư, đôi tay nắm càng chặt hơn, dính sát vào cánh tay Triệu Thừa Dư, thấp giọng lấy lòng nói, Triệu Thừa Dư. Vừa rồi mình nói như vậy, cậu sẽ không trách mình chứ? Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn về phía vẻ mặt thấp thỏm của Cố Hàm Ninh, liền vội vàng lắc đầu, làm sao sẽ? Từ lúc mình cùng cậy ấy đồng thời thích cậu, mình cũng biết bọn mình không thể còn giống như trước đây. Mình chỉ là có một chút tiếc nuối nhưng mình cũng không thể có lòng tham quá, nếu như muốn mình chọn một giữa cậu và cậu ấy, mình tuyệt không có do dự. Hàm Ninh, cậu không cần lo lắng. Triệu Thừa Dư nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đã bình thường, nói xong, cười xoa trán cố Hàm Ninh. Đi thôi, không phải cậu nói muốn đi ngủ trưa sao? Buổi chiều cùng nhau chơi bóng. Được, vậy mình lên đây. Cố Hàm Ninh nghe lời cười, vẫy vẫy tay, trở về phòng ngủ trước. Triệu Thừa Dư vừa đi lên cửa cầu thang tầng 2, liền thấy cao thần cúi đầu dựa vào tường, nghe được tiếng vang, ngẩng đầu, nhìn sang, ánh sáng u ám, ở trên mặt cao thần để lại một đạo bóng râm. Triệu Thừa Dư, cậu khá lắm a. À? Trong miệng vừa nói là anh em, sau lưng lại bày ra thủ đoạn. Nói gì muốn một cơ hội cạnh tranh công bình. Là mình ngốc mới tin cậu. Chương 30, tình địch. Cao thần vẻ mặt âm trầm nhìn Triệu Thừa Dư, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh bén nhọn cậu thật là không nghĩ tới triệu thừa dư nhìn thành thật trên thực tế thầm kín lại gian xảo như vậy cố ý cùng mình nói cạnh tranh công bình thừa dịp cậu bận diễn tập liền cố ý đi lấy lòng cố hàm ninh có lẽ còn nói bậy không ít về cậu đấy nếu như không phải cậu ta dở thủ đoạn cố hàm ninh có lý do gì chọn cậu ta mà không chọn mình theo cậu thấy cố hàm ninh căn bản cũng không có thích triệu thừa dư cho lắm triệu thừa dư cậu chờ xem cao thần hung hăng trợn mắt nhìn triệu thừa dư một cái mới xoay người trở về phòng ngủ rầm một tiếng nặng nề đóng lại phòng ngủ triệu thừa dư đứng ở chỗ rẽ nhìn hành lang không có một bóng người âm thầm thở dài hiện tại đoán chừng cậu có nói gì cũng vô ích huống hồ cậu cũng không cần gì giải thích cậu sẽ không buông tay cố hàm ninh cũng tự nhận không dở thủ đoạn nếu như cao thần cho là như thế trong lòng mới có thể tốt lên, vậy liền tùy cậu ấy đi. Cậu cũng không thể vì tình nghĩa anh em, liền đem cố hàm ninh chấp tay nhường đi. Triệu thừa dư trở về phòng ngủ, thấy cao thần đeo tai nghe điện thoại, cúi đầu xem sách, không hề có ý phản ứng tới cậu, nghĩ đến lời cố hàm ninh nói, nghĩ đến lời cao thần nói, cậu chỉ có thể mặc cậu ấy. Hai người còn lại trong phòng ngủ thật cũng không phát hiện hai người có cái gì không đúng bởi vì gần đây thời gian Cao Thần thật sự sống ở phòng ngủ cũng không nhiều. Có lẽ là bởi vì cáo thẹn, Cao Thần quả thật không có liên lạc lại với Cố Hàm Ninh, Cố Hàm Ninh tự nhiên cũng vui vẻ thanh tĩnh. Cố Hàm Ninh lại một lần nữa nhìn thấy Cao Thần là vào buổi sáng thứ bảy một cuối tuần. Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư đăng ký vào câu lạc bộ leo núi đã thật lâu, nhưng là luôn luôn không thấy hoạt động, hai người nhất thời cũng quên còn có chuyện này, chờ đến lúc nhận được thông báo hoạt động còn ngẩn người. Dù sao, trong trường học rất nhiều câu lạc bộ đã bắt đầu hoạt động rồi, gần như chỉ còn sót lại câu lạc bộ leo núi lặng lẽ không động tĩnh. Nhận được lịch trình leo núi vào hai ngày cuối tuần, hai người càng thêm kinh ngạc. Lúc không hoạt động liền yên lặng một hai tháng, lúc vừa hoạt động, đó là nghỉ chân qua đêm. Buổi sáng thứ bảy, thu dọn vài vật dụng đơn giản, triệu thừa dư liền cùng cố hàm ninh đến địa điểm tập hợp. Hội trưởng câu lạc bộ leo núi tên là Chu Hải, là học trưởng năm ba, cười ngây ngô nhìn mọi người giải thích, sở dĩ kéo lâu như vậy, là bởi vì cậu và phó hội trưởng Phan Ngọc đi kéo tài trợ. Bây giờ có tài trợ, hôm nay không chỉ được ngồi xe buýt đi núi Ngọc Hoàng huyện Quy thành phố Hát, còn có thể dừng chân một đêm trong khách sạn trên đỉnh núi Ngọc Hoàng miễn phí. Núi Ngọc Hoàng này cũng có chút danh tiếng, cách đại học dét khoảng nửa giờ đường xe, trước kia Cố Hàm Ninh thật chưa từng đi qua. Nói tới, đây cũng là tiếc núi của Cố Hàm Ninh, bốn năm đại học, ngay cả nhiều địa điểm nổi danh ở thành phố Hát Cô cũng không có dạo qua. Cố Hàm Ninh đang quan sát người cùng câu lạc bộ, liền nghe được Triệu Thừa Dư kinh ngạc nói nhỏ. Cao Thần Cố Hàm Ninh vừa quay đầu, thấy Cao Thần đang cười đi tới. Cố Hàm Ninh nhíu mày khó có thể nhận ra, hơi hơi biểu khóe môi. Không đợi Cao Thần đến gần, phía sau Cao Thần liền nhảy ra một người. Thừa Dư Cố Hàm Ninh hơi hơi nheo mắt, nhìn một cô gái trẻ, tuổi tác tương đương bọn họ, cười chạy đến trước mặt Triệu Thừa Dư, dùng giọng điệu vô cùng thân mật nói với Triệu Thừa Dư, "Thừa Dư, anh tham gia câu lạc bộ leo núi sao không nói với em một tiếng? Nếu như không phải Cao Thần nói với em, em còn không biết đấy. Mấy ngày hôm trước em cũng đăng ký rồi, về sau có thể thường xuyên cùng nhau tham gia hoạt động, như vậy không phải rất tốt sao?" Người đến dường như hoàn toàn không nhìn thấy Cố Hàm Ninh đang đứng sóng vai với Triệu Thừa Dư trong mắt chỉ nhìn chầm chầm Triệu Thừa Dư, miệng cười nhẹ nhàng. Tỉnh nhã, anh không biết em cũng có hứng thú leo núi đấy. Triệu Thừa Dư mang trên mặt nụ cười quen thuộc, mở miệng nói. Một mình em đương nhiên là không có hứng thú, có anh làm bạn cùng tham gia cũng rất tốt nha. Tỉnh nhã, trong miệng Triệu Thừa Dư hơi hơi biểu môi, cười nói. Cố Hàm Ninh trong lòng hơi hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía cao thần. Cố Hàm Ninh không nghĩ tới mình cũng tham gia đi. Cô thật không nghĩ đến, cao thần cũng tới, cậu ta gần đây hẳn là bận biểu chào đón hội diễn thứ sáu tuần sau, lại vẫn có thể bớt thì giờ tới can thiệp. Không cần phải nói, cái tỉnh nhã này, dĩ nhiên là cậu ta đặc biệt đưa đến. Cũng không biết đối phương rốt cuộc có thân phận gì, có đủ tư cách làm tình địch của cô hay không. Đối phương nhìn về phía triệu thừa dư ánh mắt không chút che giấu, nóng rực khiến cố hàm ninh bên cạnh nhìn mà nhíu mày, có lẽ cũng chỉ có tên ngốc triệu thừa dư này, mới nhìn không ra dị thương. Cố hàm ninh mím môi cười một tiếng, chờ bọn họ có người tới vạch trần đáp án. Tỉnh nhã, để anh giới thiệu cho em. Triệu thừa dư nhẹ nhàng khoác lên vai cố hàm ninh, cúi đầu hướng tới cố hàm ninh khe khẽ mỉm cười, mới lên tiếng, đây là cố hàm ninh bạn cùng trường đại học với chúng ta, bạn gái anh. Hàm ninh, cô ấy là lỗ tỉnh nhã, cũng là bạn cùng trường đại học của chúng ta, khoa anh ngữ nói như vậy, vậy em nên gọi tiếng chị dâu a. À? Anh họ thừa dư, anh giới thiệu em như vậy, cũng quá đơn giản đi. Cố hàm ninh nhìn chầm chầm lỗ tỉnh nhã, thấy rõ vào lúc triệu thừa dư khoát tay lên vai mình, trong mắt đối phương hiện lên một tia ảm đạm, nụ cười trên mặt cũng thoáng mất tự nhiên, nhưng chỉ chốc lát sau liền khôi phục tươi cười, nhẹ giọng oán trách. Cố hàm ninh hơi hơi nhướng mày. Anh họ, em họ. Bọn họ nghĩ diễn tiết mục gì? ai nha, vẫn là em tự giới thiệu đi. Bạn học cố, mình cùng thừa dư biết nhau từ nhỏ, vẫn là bạn cùng trường cấp 3, lại có quan hệ họ hàng, tính ra, nên gọi anh ấy một tiếng anh họ. Lỗ tỉnh nhã cười đáng yêu, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ, xem ra tự như trong sáng lại vô hại. Hàm ninh, tỉnh nhã là cháu gái con em trai của mẹ mình. Triệu thừa dư cúi đầu giải thích với cố hàm ninh quan hệ bà con của bọn họ. Cố Hàm Ninh cười gật đầu, Nga, hóa ra là như vậy. Nói vậy, hai người các cậu cũng là thanh mai trúc mã nha. Cao thần ở một bên cười nói với lỗ tỉnh nhã, đổi lấy lỗ tỉnh nhã đáng yêu cười ngọt ngào. Cố Hàm Ninh mím môi cười một tiếng, trong lòng lại ít nhiều có chút ngột ngạt. Người có bề ngoài ngọt ngào đáng yêu, quả nhiên có đủ ưu thế, làm bộ làm tịch, khiến người không đề phòng. Xe tới, các bạn lên xe đi bên kia hội trưởng Chu Hải kêu gọi mọi người lên xe. Triệu Thừa Dư xách ba lô của Cố Hàm Ninh, dắt tay Cố Hàm Ninh lên trước. Phía sau bọn họ, Lỗ Tĩnh Nhã thu lại nụ cười trên mặt, cắn môi dưới, ánh mắt tối sầm nhìn chầm chầm về bóng dáng gắn bó phía trước, bước nhanh đuổi kịp. Cố Hàm Ninh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Triệu Thừa Dư đang đem ba lô hai người để trên giá hành lý, Lỗ Tĩnh Nhã bước nhanh đi tới bên cạnh bọn họ, cười thân mật nói. Hàm Ninh, cậu không ngần ngại mình gọi cậu theo thừa dư đi lỗ tĩnh nhã đứng trên hành lang nhìn cố hàm ninh cố hàm ninh cười lắc lắc đầu ai nha ở đây mình chỉ quen biết mấy người các cậu không bằng mình và cậu cùng nhau ngồi đi anh họ thừa dư nha anh không ngại nhường chỗ này cho em và bạn gái anh cùng nhau ngồi chứ anh và cao thần ngồi một chỗ đi cố hàm ninh nhìn lỗ tĩnh nhã tự nhận thân thiết híp mắt cười nhìn chằm chằm triệu thừa dư mình ngại. Mình không thích ngồi một chỗ với người lạ. Lỗ Tĩnh nhã cười mẫu mực nhìn Triệu Thừa Dư, nghe vậy hơi kinh ngạc quay đầu, giống như hơi bị thương nhìn về phía cố hàm ninh. Cái đó, tuy rằng chúng ta bây giờ còn không thân thiết, có thể về sau nhất định sẽ thường xuyên gặp mặt, chúng ta nói chuyện phím, từ từ liền quen. Lỗ tỉnh nhã trên mặt nở một nụ cười tươi hơi gượng gạo, nhìn cố hàm ninh. Cố hàm ninh lập tức cảm thấy có chút bực mình, dứt khoát quay đầu, mở cửa kính xe ra cứ như vậy nhìn ra ngoài xe nói mình thích ngồi cùng bạn trai mình triệu thừa dư không cần nhìn kỹ liền biết rõ giờ phút này cố hàm ninh nhất định là mặt không thay đổi mím môi vội vàng ngồi ở vị trí bên cạnh cố hàm ninh em tìm vị trí khác đi vừa nói lấy nước khoáng và đồ ăn vặt từ trong ba lô đưa tới trước mặt cố hàm ninh nhẹ giọng nói hàm ninh bữa sáng nay cậu ăn ít có muốn ăn thêm chút bánh bích quy không Cố Hàm Ninh quay đầu lại, cũng không nhìn Lỗ Tỉnh Nhã đứng ở bên cạnh rất là lúng túng, tiếp nhận nước khoáng Triệu Thừa Dư đã vặn mở cái nắp. Mình không đói bụng. Chờ một lát nữa rồi ăn. Lỗ Tỉnh Nhã ở một bên khó xử, cho đến khi người khác lên xe bảo cô nhường một chút, lúc này mới bất đắc dĩ dời đến vị trí không người phía sau ngồi. Cao Thần vẫn lặng lặng ngồi ở phía sau chết với Triệu Thừa Dư, nhìn bọn họ hơi hơi cười lạnh. Xe chậm rãi khởi động. Cố Hàm Ninh dứt khoát nhắm mắt, tựa vào vai Triệu Thừa Dương nhắm mắt, bất tri bất giác lại thực sự mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nửa giờ đường xe thật ra cũng rất nhanh, chờ đến khi Cố Hàm Ninh mở mắt ra lần nữa, đã đến đích. Triệu Thừa Dương giật giật cánh tay cùng bờ vai cứng nhắc, cười giới thiệu cho Cố Hàm Ninh. Trước kia cậu đã tới chưa? Chưa. Ở đây có rất nhiều phong cảnh đẹp, trừ núi Ngọc Hoàng ra, Minh Hồ cũng rất đẹp. Được, lần sau tự chúng mình tới minh hồ chơi cố hàm ninh cười quay đầu nhìn về phía triệu thừa dư trong lòng suy nghĩ có lẽ lần sau có thể không tham gia hoạt động của câu lạc bộ leo núi nữa leo núi cũng tốt du lịch cũng được tự mình đi cũng chẳng sao chỉ là vé vào cửa cùng phí ăn ở chỉ cần chơi được thư thái tiêu tiền như vậy cũng được đáng tiếc lần này là không thể bỏ dở nửa chừng vậy thì như vậy đi xuống xe tập hợp cao thần tự nhiên đi tới bên cạnh cố hàm ninh cũng không tiếp cận cách nhau hai ba bước giống như bọn họ chỉ là bạn học lỗ tĩnh nhã xuống xe muộn cũng đi tới bên cạnh triệu thừa dư ngẩng đầu nhìn dãy núi sừng sững mà hùng vĩ khoa trương kêu oa à. oa à. thật là cao a à. thừa dư chờ một lát có thể em sẽ không leo nổi a à. nếu như em rớt lại anh phải chăm sóc em nha lỗ tĩnh nhã vẻ mặt hơi hơi đau khổ nhìn triệu thừa dư Cố Hàm Ninh bất động thanh sắc nhéo lòng bàn tay Triệu Thừa Dư, mím môi cười nhìn nơi khác. Triệu Thừa Dư giật mình, tự nhiên nghĩ tới thái độ của Cố Hàm Ninh đối với lỗ tỉnh nhã, mặc dù có chút kỳ quái, hai người lần đầu tiên gặp mặt như vậy, thái độ lại có chút quái dị, nhưng vẫn nắm lại tay Cố Hàm Ninh. Hội trưởng Chu nói, chờ một lát, anh ấy và phó hội trưởng đi đầu, mặt khác còn có hai cán sự đi sau cùng, chăm lo người rớt lại cuối đội, em không cần lo lắng. Nghe câu trả lời khiến mình hết sức không hài lòng của Triệu Thừa Dư, lỗ tỉnh nhã hơi hơi cắn môi, lại chỉ có thể nén tức giận bất bình xuống đáy lòng, ánh mắt cũng lướt qua Triệu Thừa Dư, hung hăng trừng cố hàm ninh, cũng không phòng cố hàm ninh quay đầu nhìn qua đây, vừa vặn giao nhau. Trong lòng lỗ tỉnh nhã nhảy dựng, trong mắt lóe lên một tia kinh hoảng, đang thấp thỏm mình nên phản ứng thế nào, cố hàm ninh đã cười quay đầu đi. Lửa giận trong lòng lỗ tỉnh nhã càng tăng lên, rủ mắt nhìn mặt đất, thật vất vả mới dằn xuống cơn giận tràn ngập trong lòng tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng radio ngôn tình nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể